Có người người ta cái tâm người ta tốt, người ta không có làm điều gì sai quấy, nhưng có thể vì một lý do nào đó mình bực bội, mình ganh tị, mình vì lý do nào đó mà mình đang tâm mình hại người đó. Nhưng mà hại bằng cách nào? Hại bằng cách là mình nói những cái điều không lành, làm những điều không tốt đối với họ. Nhưng mà trước sau, tại vì họ là người thanh tịnh cho nên không bị cấu uế, không bị phiền não, không bị hại, mà ngược lại cái người chịu quả khổ chính là mình. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, chương thứ 8, Đức Phật cũng có dạy cái này. Nghĩa là người ác mà hại người hiền á, chẳng khác nào như ngước mặt trên trời mà phun nước miếng. Thì cái đó nó rơi vào ai? Nó rơi ngược lại mình. Cũng như vậy, rồi cũng một trường, rồi Đức Phật đưa cái thí dụ thứ hai. Người ác hại người hiền chẳng khác nào ngửa mặt trên trời phun nước miếng. Cũng như người đi ngược gió mà tung bụi. Mình đi ngược với gió, mình tung bụi thì bụi bay là ai? Bụi bay là chính mình. Thì người xấu, người ác cũng như vậy. Cho nên trên đời này, mình có thể làm bất cứ điều gì, mình có thể nói bất cứ điều gì tác hại đến người khác, nhưng mà thủy chung cái gì mà nó chân thật thì nó bất hư. Trước sau gì mọi việc nó cũng sẽ được phơi bày do cái tâm xấu ác của mình. Mà cuối cùng cái quả là do mình chịu. Có nhiều khi mình tức một người nào đó, mình chửi họ, mình nói những cái lời không có dễ thương, thì mình đặc biệt là đối với những người có đạo hạnh, có đức hạnh hay những người tu tập. À, quý vị thấy ngày xưa cái câu chuyện mà con sư tử trọng pháp đó, quý vị nhớ con sư tử trọng pháp á, ở trong rừng có một con sư tử, nó có cái bộ lông đẹp lắm, và hàng ngày nó thường đến bên cạnh một vị thầy tu ngồi trong rừng để nó nghe pháp, hoặc là khi thầy đó đọc kinh nó ngầm nó nghe. Thì một hôm ông vua mới thông báo là ai mà giết được con cọp đó, đem cái bộ lông, giết con sư tử đó mà đem cái bộ lông về là ông trọng thưởng. Thì có một ông thợ săn, ông tìm hiểu, thì cuối cùng ông biết rằng trong cái rừng đó, cái con sư tử mà họ đang đi tìm nó nằm ở trong cái khu rừng đó, và thường ngày nó đến bên cạnh một vị thầy để nó nghe pháp. Thì một hôm ông thợ săn chờ ông thầy đó đi vắng, thì ổng mặc cái áo tu vào, ổng ngồi ngay đó. Thì con sư tử nó đâu có biết, nó thấy áo tu thì nó tới thôi. Thì khi nó tới gần thì cái ông thợ săn mới dương cung và giết con sư tử đó. Thì trong cái lúc con sư tử bị thương và nó ngó lại thì nó nhìn kỹ, thì nó biết rằng đây không phải là ông thầy mà nó thường gặp mỗi ngày, và cái người mà đang hại nó. Cho nên nó đủ sức để nó vung lên, nó có thể nó vồ tới, nó giết chết cái người thầy tu đó, giả đó, ông thợ săn đó. Nhưng nó nhìn lại, nó vẫn biết rằng trên áo ông thầy đó vẫn đang mặc một chiếc áo của người tu, và nó không dám làm động. Và cuối cùng nó chết ở trong cái, nó chết vì nó kính trọng cái bộ y đó. Thì ở đây á, cái câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta rằng tất cả mọi người ai cũng có cái đạo hạnh, có thể là họ, hoặc là chúng ta kính nể họ qua một cái sắc áo mà họ tu tập, họ đang mặc. Còn cái chuyện họ có tu tập hay không, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mình làm cái việc của mình trước, mình thấy một cái người có mặc áo tu thì chúng ta cứ kính trọng, vì thủy chung họ vẫn là một con người. Cho nên ngày hạnh của ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Mình kính cái đã, còn người đó không có việc, không có làm điều gì hay để mình ca ngợi thì không ca ngợi, nhưng mà mình vẫn kính vì đó là một con người. Cho nên trong cuộc đời này mình giận nhau, có nói gì đi nữa đừng dùng những cái lời thô để chửi rủa nhau, mắng xả nhau, tại vì đó là cái kết oán. Cái đó là cái kết oán mà mình chửi rủa người đó đó, mà nếu mà người đó mà không có phải đúng như cái gì mình nói đó thì mình lại càng mang khẩu nghiệp hơn. Mình học Phật á, mình tin nhân quả đó,
Thì mình phải nhớ rằng nó có ba chỗ, ba con đường để mình tạo nghiệp. Một là thân, hai là khẩu, ba là ý. Thân là gì? Là mình làm hại người đó. Thí dụ như người ta đang đi vậy đó, mình biết người ta đang đi, mình để đồ cho người ta té chơi vậy đó. Đó, hay là mình làm hại người đó bằng một cái hình thức nào đó do mình làm, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là thân nghiệp. Còn khẩu nghiệp là gì? Tức là những gì mà chúng ta nói, dựng chuyện nói xấu, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là hai lưỡi, lưỡng thiệt đó. Đó, mình đến người này, mình nói theo người này, mình đến người kia, mình nói theo người kia. Mục đích là mình làm ly gián, chia rẽ mọi người, cho người này hận thù người kia, cho người kia hiềm khích người kia. Đó là cái lỗi ở cái khẩu, cái miệng của mình. Mà cái tội đó là tội hai lưỡi, đâm thọc. Nói đơn giản theo thế gian bây giờ là tội đâm thọc. Rồi ác khẩu là chửi rủa. Thưa đại chúng, người đời á, người đời á, người ta chửi thề, người ta chửi tục đã nghe khó nghe rồi, đã là khó nghe rồi, huống chi mình là một Phật tử. Mình là Phật tử, tháng nào ta cũng biết mình đi chùa, tuần nào ta cũng biết mình nghe giảng, mà thậm chí ở nhà mình mở giảng, mình mở pháp thoại nghe hàng ngày, mà đụng chuyện một cái thì thôi, vô số cái chữ nghĩa mà nó không có lành mạnh chửi bới lên, thì người ta nghĩ mình sao? Mặc dù người ta không nói gì nhưng mà người ta hiểu rồi đó. Ta hiểu cái tâm, cái cách sống của mình rồi đó. Thành thử ra mình nghe pháp, mình phải thể hiện một cái điều gì mà mình thấm nhập, mà chuyển hóa căn bản nhất của con người. Đó là chuyển hóa những cái thô. Cái tế thì khó đó, tại vì nó còn vi tế quá đi. Thí dụ nè, thường ngày là mình hay giận, nhưng mà lúc này tu tập nhiều và bớt giận rồi, hơi hờn thôi. Hờn là cái gì? Cái buồn buồn trong lòng nhẹ nhẹ vậy thôi, không có nói ra. Còn giận là nó biểu lộ. Giận là nó biểu lộ, nó tức, nó giận, nó đập, nó phá, nó biểu lộ. Nhưng mình tu rồi, mấy chục năm rồi, đừng nói mình là người xuất gia cũng có, mình là người thường Phật tử tại gia cũng có, nhưng làm gì làm, chúng ta đều đã là người học Phật. Thì chúng ta phải, mình đều nói cái chỗ nhân quả, mà chúng ta không sợ cái ác khẩu. Chúng ta chửi bới, chúng ta dựng chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Mình chưa bao giờ nói chuyện đó với người đó, mà đi nói với người kia, nói tôi nói vậy, cái người đó nói thế này thế kia. Có phải mình làm ra những cái việc mà nó không cần thiết không? Rồi tội lỗi ai mang? Cũng mình mang. Cho nên á, tất cả quý vị muốn biết, mở kinh Nhân Quả ra đọc. Kinh phân biệt nghiệp báo ở trong kinh Tạng có đầy đủ. Ngài A Nan hỏi Đức Phật, tại sao đời này có người được thế này, cũng là con người, mà tại sao người đẹp kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, người được kính trọng kẻ bị khinh khí, người thì được tin tưởng thì người không ai tin tưởng, nó đều có cái nhân hết. Nó đều có cái nhân hết. Rồi thì chúng ta tạo thì chúng ta gặp quả. Cho nên nói hại người không ác tâm, người ta không có tâm ác, nhưng mình vẫn đi tìm cách hại người. Người thanh tịnh không uế, cái người mà họ thanh tịnh trong sạch, họ không bị mình làm nhiễm ô, không bị mình tác hại được họ. Tội ác đến kẻ ngu. Chữ ngu đây là gì? Chữ ngu đây có nghĩa là người không thấy rõ chân lý, chánh pháp, sự thật, gọi là ngu. Chứ cái chữ ngu trong tiếng Hán nó không có nghĩa như cái kiểu như Việt Nam mình đọc là ngu đần. Chữ ngu trong tiếng Hán nó chỉ nghĩa là không thấy rõ chân lý, sự thật, và sống hành xử theo những cái cách thức dại dột của mình. Thí dụ mình hại người ta, mình gạt gẫm người ta, mình nghĩ là mình là người thông minh, đủ cái sức, đủ trí để mình lường gạt người này người kia. Nhưng mà ăn được bao nhiêu? Mình ăn được bao nhiêu? Nhưng mà rốt cuộc rồi cái nợ, cái quả mình trả rất là nhiều. Cho nên trong ba nghiệp thân, miệng, ý thì cái khẩu nghiệp quan trọng lắm. Đại chúng thấy mình ăn tầm bậy là mình mang bệnh, mà mình nói tầm bậy là mình mang họa.
Có nhiều khi á, người ta không nói là tại sao. Có nhiều cách suy nghĩ. Một, có thể mình không đáng nên người ta phải trả lời. Thứ hai, người ta thấy mình thô tháo quá, hung dữ quá, có nói lại thì mình sẽ tiếp tục mình tìm khác chữ khác, mình chửi nặng hơn. Thôi người trí không có mắc chi, nói một hai câu tự nhiên mình đi nói một hai câu với người đó, nó đâu khe, nó chửi lại mình, cái tự nhiên ở đâu mình khơi lại cho nó chửi mình tiếp. Thôi người trí không có đi phân bua chuyện đó. Nhưng mà người mình là người trí, khi mình muốn nói việc gì với ai, mình phải nói như thật. Chuyện gì có mình nói có, chuyện gì không mình nói không. Không, mình đừng có dựng chuyện để mình hãm hại người khác bằng cái ngôn ngữ của mình. Và thậm chí nếu mình có tức giận ai đó thì mình phải nhìn lại cái cách nói chuyện của mình. Nhiều khi mình là người lịch sự, người văn minh, người có học, những cái ngôn từ mình dùng khi mình giận, người ta cũng có thể hiểu được mình một phần nào. Cho nên người Phật tử, đã là Phật tử, mình đã quy y Tam Bảo, thì mình biết rằng trong cái giới thứ tư, chúng ta cố gắng tập để làm gì? Để nó trang nghiêm cái đạo đức của mình qua cái ngôn từ thôi. Nếu mà mình, quý vị nhớ thời Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất cũng bị những người em của mình, tức là những người sư đệ của mình, vì tức giận, vì ganh tị đủ thứ mà chửi bới hai thầy, thì cuối cùng quả nghiệp các thầy đó đến. Tại vì trong thế gian này, cái người phàm người thánh mình không biết. Cho nên cái người thánh mà mình xỉ vả họ thì mình lại càng mang tội. Mặc dù họ không trách tội gì mình, nhưng mà cái nhân mình tạo xấu thì cái quả mình phải xấu. Vì vậy á, quý vị thấy nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, giữa vợ chồng, giữa anh em bạn bè, người ta còn cố gắng không chửi bới, không nói những lời thô. Huống chi mình là đã là một Phật tử rồi, mình lúc nào cũng mặc áo tràng, lần chuỗi tụng kinh niệm Phật, hay là đi dự khóa tu nghe pháp thoại, mà đụng chuyện một cái thì mình hung hăng mình lên, nói những cái lời người ta im lặng, ta chỉ nhìn thôi. Tại vì người trí người ta không có nói nhiều, người ta nhìn thôi, nhìn thấy cảm biết. Thì cuối cùng sao? Ta né. Trong bảy cái phương pháp gọi là diệt trừ phiền não đó, Đức Phật có dạy một cái phương pháp là né tránh. Né tránh không phải là sợ, gọi là sợ hãi, mà né tránh để làm gì? Không muốn phiền não, không muốn gây thêm những cái khó khăn. Mình có hai loại né tránh: né tránh sự việc, né tránh con người. Thí dụ mình biết cái việc đó, mình đến đó, mình gặp chuyện đó thì thế nào mình cũng phải bị nói, thì thôi né đi cho nó yên. Còn người đó đó, họ thô tháo, họ chưa được lành lặn, dễ thương, thôi né họ đi cho nó yên. Và có nhiều khi những câu chuyện nó được khởi lên, người tốt hơn nhất là mình biết rằng càng nói sẽ càng có chuyện gì, không giải quyết được với người vô lý. Cái người ta có lý lẽ, ta biết lắng nghe. Còn người không có lý lẽ thì bất chấp. Mà người mà bất chấp rồi thì mình nói gì nữa giờ? Thôi thì cứ để im lặng, chờ đợi người đó chuyển hóa. Chắc kiếp sau. Nhưng mà cũng được, ít nhất mình không có tiếp tục gây ân oán. Biết như vậy thì né. Phật dạy hay đó, thọ dụng. Né tránh nè, thọ dụng nè. Thọ dụng là gì? Mình phải thọ dụng cái gì để không gây khổ đau cho mình, bệnh tật cho mình. Sở dĩ bao nhiêu cái phiền não trong cuộc đời này, từ thân tới tâm, là cũng do chúng ta không biết thọ dụng. Cái gì đáng dùng, cái gì đáng thọ. Ví dụ, có nhiều khi người ta nói cái điều không hay, mình lại thọ một cách rất là chân thành. Ví dụ người ta chửi mình câu, trời ơi, rất là nghiêm túc để thọ trì, đem về tức giận hết năm này tới tháng kia. Còn lời hay tới lời lành, lời thiện sao không thọ trì? Thọ trì mấy cái đó thì mình khỏe hơn. Cũng giống như mình thọ trì cái gì mà nó ngon thì mình khỏe, mình thọ trì cái gì mà nó không có lành mạnh thì mình khổ đau. Nhưng mà nhìn kỹ lại cái cách sống chúng ta thì chúng ta quả thật là dại quá. Cái gì cũng hay là cứ thọ một cách rất nghiêm túc ha.
rồi trì nữa chứ ôn. Gặp ai cũng ôn hết, giống như tụng kinh vậy đó. Gặp một người tụng một người, gặp hai người tụng hai người, cái đó là tụng chứ gì nữa. Tại vì chứ tụng nghĩa là mình lặp đi lặp lại. Mà cái gì mình tức, mình gặp một người mình nói hai người là mình lặp lại đó, lặp đi lặp lại cái thành một cái riết rồi. Cái câu chuyện đó chỉ cần bấm nút một cái thôi, ô chị hai chị ba đó hả, tôi mới biết chuyện này nè. Cuối cùng cả thế giới, cả làng cả xóm biết, do cái suy nghĩ của mình. Cho nên cái câu thứ 125 mà, hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bay. Mình chỉ nhọc sức thôi, mình đưa mình phun nước bọt trên trời mà làm gì tới trời. Đó, cho nên ngày xưa cũng có câu ở trong, hình như câu này trong Minh Tâm Bảo Giám đó, ngậm máu phun người dơ miệng mình. Đó là cái câu tiếng Việt là dịch ra, nhưng mà cái câu chữ âm Hán là hàm huyết phún nhơn tiên ô tự khẩu. Hàm huyết tức là ngậm máu, huyết là mà, hàm huyết phún nhơn, phún là mình phun ra. Hàm huyết phún nhơn ngậm máu phun người, tiên ô tự khẩu là trước mình dơ cái miệng của mình. Cho nên một cái lời nói độc ác mình nói ra đó, người khác người ta nghe là người thứ hai thôi. À, người ta nhiễm là người ta là F2, còn mình là F1. Mình nhiễm trước, mình nhiễm rồi mình mới phun ra cho người ta. Cho mình là người nhiễm trước. Cho nên khi mình khởi cái lời nói ác từ trong tâm ác đó đi ra, cho nên cái tâm mình nó nhiễm ô rồi nó mới ra tới lời nói, tâm mình nó nhiễm ô nó mới ra tới hành động. À, cho nên cẩn thận cái đó để mình đỡ đi cái tội nghiệp cho mình. Bây giờ mình khỏe đó, mình nói gì cũng hay lắm. Tới cái lúc mà mình già bệnh, mình nằm ở trên giường, mình rên rỉ do cái nghiệp của mình tạo đó, chừng đó mới khủng khiếp. Nhưng mà lúc mình bình thường, mình khỏe, mình không thấy đâu. Thậm chí mình nói trên đời này tôi không cần ai hết. Hoặc là mình tức là mình nói tôi chửi đã cũng được nữa, đọa địa ngục cũng được nữa. Hay là tôi chết tức khắc cũng được nữa. Mình nói những cái lời nghe nó mạnh dạn lắm. Tại vì cái lúc mà mình giận tức lên, mình tạo nhân mình đâu thấy. Nhưng mà mình có từng thấy ai nằm trên giường mà rên rỉ muốn chết không được không? Muốn chết không được không? Muốn sống cũng không xong không? Mình có thấy cái cảnh đó rồi thì mình mới sợ. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nhắc mình: nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Một sáng nào mình nằm bệnh trên giường, nhất triêu ngọa tật tại sàng, các cái khổ nó quanh nhau, nó làm các cái bệnh nó quanh nhau, nó làm khổ mình. Chừng đó mình mới tỉnh thức, hiểu tịch tư thổn, lắng lại mình nhìn lại, suy nghĩ lại cái chỗ đó. Khó chịu quá, khổ đau quá, cái tâm lý mình, tâm lý mình nó bàng hoàng, nó sửng sốt, nó sợ hãi vô cùng. Bây giờ đường trước biết đi đâu, tiền lộ mang mang, đường trước biết đi đâu, chết thì tới nơi rồi. Mà hình như ánh sáng thiện lành không thấy, toàn là những ánh sáng của nóng bức, nó hấp thụ mình. Cho nên hằng ngày mình, tại sao cái người tu mình phải tập sống trong ánh sáng? Tại vì quý vị thấy không, ma thích bóng tối. Cho nên người ta hay quan niệm ma xuất hiện ban đêm không à, phải không? Tại vì cái gì? Cái tà, cái xấu luôn luôn nó ở trong tối đen. Còn cái thiện lành nó là ở ánh sáng. Cho nên mình để khăn tang trắng. Tại sao ông để khăn tang đen? Để khăn tang trắng là tượng trưng cho thanh bạch, trong sạch. Người Tây Phương phải không? Đám cưới mặc đồ trắng, cắm hoa trắng, đèn cầy trắng. Vậy thì cái trắng cũng đừng có sợ, màu trắng là màu tan, tại mình cho nó là màu tan thôi. Chứ còn cái nghĩa màu trắng là dùng để tượng trưng cho trong sạch. Ngay thời Đức Phật, các đệ tử của Phật mặc màu trắng không nha. Thí dụ như bây giờ nếu mà mình vẫn giữ cái truyền thống của Ấn Độ là tất cả quý vị đi chùa phải mặc đồ trắng hết. Mình mặc đồ gì cũng cần biết, nhưng mà phải đem cái áo trắng theo. Tới chùa cái là mặc áo trắng hết. Tại vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch, là tinh khiết.
là nhắc nhở mỗi người Phật tử mình phải sống tinh khiết ở thân, ở miệng, ở ý của mình. Con người mình tạo tất cả mọi lỗi lầm, nghiệp khổ đều do ba nghiệp mà ra: thân, miệng, ý. Thân thì có ba việc: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có bốn lỗi: nói dốc, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói lưỡi hai chiều, đâm thọc cho người ta gây gỗ mít lòng. Nói lời thô ác là chửi rủa mắng nhiếc. Giận một cái lên là thôi, chữ nghĩa gì trên đời này mình gom mình chửi hết. Ông bà tổ tiên người ta lôi ra khiếp vậy đó. Vậy mà lúc mình cầu siêu là không thiếu ai hết trơn nha. Tổ tiên ông bà gì cũng cầu đủ hết rồi, mà giận lên thì tổ tiên ông bà gì cũng lôi mình chửi hết rồi. Rồi cái cuối cùng là gì? Những lời vô ích, những lời mà nó không có giá trị, nó không có mang lại cái gì hạnh phúc, an lạc, lợi ích cho ai hết. Đó là bốn điều của miệng. Hoặc là dụ dỗ người khác. Còn ba nghiệp của ý, đó là tham, là sân, là si. Thì tổng chung lại là 10 nghiệp. 10 nghiệp bất thiện, mình tu là mình phải chuyển 10 cái xấu đó thành ra 10 cái tốt. Thế là đại chúng cứ nhớ, Pháp Hòa cứ nhắc hoài cái chữ tu đó. Tu là mình chuyển đổi. Mình chuyển đổi từ một cái dở nó ra cái hay, từ một lời xấu ác ra cái lời hiền lành, từ một cái lời dựng chuyện nói dối thì phải là nói lời chân. Chỉ vậy thôi là mình tu rồi đó. Mà đạo Phật rất cần tín đồ như vậy. Đạo Phật rất cần những tín đồ biết chuyển hóa, biết tu tập. Thế gian này rất cần những con người như vậy. Đạo tràng rất cần những thiện hữu tri thức như vậy. Tới đạo tràng là mình nói năng cái gì cho nó phù hợp với lẽ phải, và không có cái những cái lời chia phe, chia nhánh. Mình tu tập, mình kêu là tăng là gì? Là một đoàn thể. Tăng là một đoàn thể. Mà đoàn thể này là đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp. Ngày nào cũng tụng tự quy y tăng, tháng nào cũng tụng con về nương tựa tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Ai thức thức đi tôi ngủ à. Ai tỉnh tỉnh thì tôi vẫn mê. Vậy sao được? Thật ra mình nói thì ngôn từ nó rất hay, nhưng mình phải thể hiện được như vậy thì mới xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên quý vị nhớ, nhiều khi nhà mình có bàn thờ Phật, nhưng phải nghiêm lại, mình là thuộc nhân thờ Phật hay thiên thờ Phật hay đệ tử Phật thờ Phật. Ai cũng có bàn thờ Phật đó, nhưng mà phải nhìn lại mình là cái gì thờ Phật. Nếu đệ tử Phật mà thờ Phật thì phải hành, phải sống như lời Phật. Ít không được nhiều cũng phải được ít mới kêu là đệ tử thờ Phật. Còn không thì như người thờ Phật thôi. Có nhiều người ta thấy ai treo cái bức tranh họ cũng đi mua về họ treo, mà chả biết cái giá trị, cái ý nghĩa gì của bức tranh hết đó. Có không? Thiếu gì? Nhiều khi mình thấy người ta treo mình cũng treo vậy đó, nhưng mà đâu biết nghĩa gì trong đó đâu. Thì đó giống như vậy đó. Thấy người ta có bàn thờ mình cũng kiếm cái bàn thờ mình để vậy đó. Thấy người ta cúng mình cũng cúng vậy, không biết mình làm gì vậy. Cái đó là nhân thờ Phật, người thờ Phật thôi. Cũng giống như là mình thích thấy người ta trang trí, mình trang trí vậy mà không biết mình đang làm gì, nó nguy hiểm. Cũng được, nhưng mà mình không có được cái lợi ích. Mình làm gì mình phải được cái lợi ích trong cái việc của mình làm. Mà lợi ích đây là lợi ích cho mình, cho người. Thí dụ như mình thắp một cái hương, nhưng mà bây giờ trong nhà mình nhiều người bệnh dị ứng hương quá, đừng thắp. Không có tội lỗi gì chuyện đó hết trơn á. Mình vì mình thắp một cái hương mà bao nhiêu người trong nhà mình bệnh người ta dị ứng. Thì mình nói tại vì tôi Phật tử tôi phải thắp nhang. Không cần nữa đâu. Mình có thể cúng đèn, cúng bông, cúng trái, cúng Phật có 5 cách cúng. Cúng bông được nè, cúng đèn nè, cúng nước nè, cúng hương nè. Thì bây giờ bớt món đi, 5 món bớt món, tại vì mình bệnh, cái mùi hương nó làm mình dị ứng, không có sao hết. Nhưng vì một mình mà thắp cây hương mà cả nhà mình bệnh, cái đó cũng phải suy nghĩ lại. Phải suy nghĩ lại. Mình tu tập như thế nào mình có hạnh phúc, mà người xung quanh mình có hạnh phúc là mình thành công. Mình nói một cái điều gì mà thỏa mãn cái cơn giận mình, cái cơn ganh tị của mình, nhưng mình bất chấp tổn hại.
Ngày hôm qua có vị gọi Pháp Hòa, nói giờ ghét cái người kia, muốn hại người đó thế này thế kia. Pháp Hòa mới nói chú, Pháp Hòa ví dụ bây giờ chú ghét cái người đó, chú thấy họ đang đứng đổ xăng á, chú cầm sẵn cái bật lửa, chú bật lên nổ cho nó chết cho rồi đi. Nhưng mà cuối cùng ai chết chung chú? Đâu phải cái ông đứng đổ xăng cũng chết đâu, cả mấy chục người xung quanh đó người ta cũng nổ, người ta chết theo. Cho nên trong cuộc đời này cũng vậy, mình nói cái gì, mình làm cái gì, phải nghĩ tới cái chung. Phải nghĩ tới cái chung, mình làm một cá nhân đó như vậy, mình nói một cá nhân đó như vậy, nhưng mà cái tập thể nó làm sao đây? Còn cái chuyện nếu mà nói chân lý của nhân quả, người nào làm nhân thì người đó sẽ chịu quả. Nhưng mà chính bản thân mình cố gắng đừng tạo cái nhân xấu thì được như vậy đó. Đức Phật gọi là gì biết không? Đức Phật gọi người đệ tử đó là người đệ tử biết làm chủ nhân quả. Chữ làm chủ này là gì? Mình có thể control, mình có thể manage, mình có thể prevent, tức là mình có thể dừng cái đó, mình có thể mà điều hành, điều khiển được nó. Thí dụ mình sắp sửa nói, nghĩ tới cái chung, nghĩ tới cái lợi ích chung. Hoặc là nhiều khi cái bác đó bác làm mình tức lắm, chửi bác một câu, nhưng thôi nghĩ lại, người đó đáng tuổi cha mẹ mình, mình nói như vậy á, cái bác đó có lỗi không chưa biết ha. Nhưng mà cho dù có lỗi đi nữa, thôi mình giữ đạo người nhỏ đi, đừng có hỗn với người lớn. Thì mình thủ đạo, mình thủ cái đạo của mình. Cho nên hồi nhỏ và đọc cái bài Kinh Sám Hối và thích cái câu đó lắm: mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trên đời này thiếu những người, thiếu gì những người mà bon chen lu sù bù. Nhưng thôi, không lẽ người ta làm vậy mình vậy sao? Không lẽ người ta đi chơi mình phải đi chơi mới gọi là hòa đồng sao? Mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy tấm thân, sau giúp quyến thuộc xa gần. Mình làm gì cũng cần biết, nhưng mình nghĩ mình làm được cái điều đó là mình đã tự độ được mình. Mình tự chủ được, mình dưng được cái nhân để mình không gánh cái quả, gọi là làm chủ nhân quả. Tôi muốn đánh nó một cây cho đã cái cơn giận của tôi, nhưng mà đánh xong rồi đâu phải dừng đó đâu. Bao nhiêu cái tác hại nó sẽ lan diễn, chừng đó mình hối hận vô cùng. Phải nãy tôi nhịn nó ăn cây thì giờ đâu có tác hại nhiều thứ. Cuộc đời này nhiều lắm. Đó, quý vị thấy không? Thí dụ mình lỡ mình ghiền cờ bạc này, người ta cho mình mượn tiền đi chơi, người ta nói anh em không mà cần chi tính. Đi gỡ lại đi rồi trả tôi, sức mấy gỡ nổi. Cái chỗ đó là cái chỗ mình nạp chứ không có gỡ. Còn nếu mà nó có cho mình gỡ là nó dụ mình thôi. Cho nên rốt cuộc mình càng ngày càng lậm, càng lúng vô. Mà khi mình đã lúng sâu vô rồi thì không thoát ra được. Mình nhịn được một cái thì cái họa nó đỡ về sau. Cho nên trong cái bài mà người ta hay viết để nhắc mình như nè: nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ khỏi buồn rầu. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu sẽ hài hòa. Tại vợ chồng không gây gỗ thì con cháu nó yên lắm. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu đều hạnh phúc. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ được vui vẻ. Thì bây giờ ăn thua, mình nhiều khi mình chỉ một cái chút nhịn đó thôi mà bao nhiêu cái thứ khác nó được rất là an ổn. Cho nên người ta nhắc mình: có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Mình nhẫn để mình thể hiện cái tình thương của mình thôi. Thí dụ như giờ mẹ nè, mẹ mình đó thì hay lo cho mình rồi nói tới nói lui, nhiều khi nói những điều không đúng, nhưng mà chẳng phải là lo thôi. Không lẽ bây giờ mình đi gây lộn với mẹ mỗi ngày do những cái việc mẹ nói sao? Thôi nghĩ đi, người già lớn tuổi sanh tật. Chịu nhịn chút kìa. Nhiều khi mình nói đã đời cái bắt đầu đi tìm thầy hỏi: thầy thầy con nói vậy có phạm tội bất hiếu không? Giờ nói làm sao? Cho nên mình nhịn được một cái tức, mình nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Cho nên á, chúng ta là thường là cái người hay rơi vào cái chuyện là cái quả nó tới thì sợ, mà cái nhân khi làm là chẳng ngán.
Vì vậy cho nên đại chúng cứ nhớ trong kinh các tổ nhắc mình câu để bỏ túi cuối năm, sắp sửa hết năm rồi, buông xả ha, đồng thời chuẩn bị cho mình tinh thần cho năm tới là mình tu làm sao cho ngon lành lên chút, sống sao cho ngon lành lên chút. Cái câu các ngài dạy mình là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Các bậc Bồ Tát đó, người ta sợ cái nhân tạo lắm, người ta không dám làm. Tại vì sao ta không dám làm? Tại người ta sợ hưởng cái quả, cho nên ngay cái nhân người ta dừng rồi. Còn ngược lại chúng sanh mình thì sao? Lúc tạo nhân thì chẳng ngán, lúc quả đến thì chạy làng. Cho Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh chỉ sợ cái quả thôi, lúc tạo nhân không có sợ đâu. Còn các vị mà ta có tuệ giác hơn, người ta thấy cái nhân mà ta thấy liền cái quả rồi, thôi thôi đừng có rớ vô, cái này là cái quả xấu đó, người ta tránh liền. Còn mình á, tình cảm lúc nào nó cũng đi hơn lý trí hết. Lý trí thì nó biết nhưng mà làm không được. Vì vậy mà các ngài mới nói, nếu mà con chó mà nó có Phật tánh thì tại sao nó chui vô bộ lông? Nếu mà nó có Phật tánh thì mọi người đều có trí giác giống nhau, thì tại sao nó không lựa cái thân tướng nào đẹp mà nó lại chui vô cái bộ lông như vậy? Có một vị hỏi một vị thiền, một vị tổ như vậy. Nếu mà xác định tất cả con người, con vật đều có trí tuệ, sáng suốt Phật tánh, thì tại sao con chó nó lại đi vào một cái bộ lông, nó chọn cái bộ lông như vậy? Thì vị tổ mới trả lời, vì nghiệp thức che đậy. Trăng không bao giờ mờ, mặt trời không bao giờ mờ, không bao giờ tắt sáng gì hết. Mặt trời vẫn sáng, mặt trăng vẫn sáng. Nhưng cái gì che? Cái gì che mặt trăng? Cái gì che mặt trời? Thì cái mà che mặt trời, che mặt trăng là mây. Mà mây là tượng trưng cho nghiệp. Tất cả chúng ta đều có trí tuệ hết, nhưng mà sở dĩ chúng ta không có tỏ sáng là tại vì cái nghiệp nó che. Cái nghiệp là gì? Là phiền não đó. Ví dụ như mình nè, bình thường mình dễ thương lắm, mà giận lên cái đó, tại sao mình dễ ớn vậy? Tại vì lúc giận lên một cái rồi là thôi, bao nhiêu cái nghiệp mà giận hờn, chữ nghĩa đó, tầm bậy tầm bạ đó, nó lan tỏa ra hết, là bắt đầu nó che rồi. Nó che cái trí tuệ, nó che cái sáng suốt của mình rồi, chứ có gì đâu. Cho nên vị tổ trả lời rất đơn giản, vì nghiệp thức che đậy. Và các vị mà bây giờ người ta đang gặp cái quả người ta phải trả đó, người ta không buồn, không trách ai hết. Tại vì người ta biết, hồi trước không biết người ta trách, tại sao tôi sống tốt mà tôi toàn gặp cái xấu. Nhưng mà khi mà người ta hiểu ra rồi thì nhân quả cũng ba đời. Và người ta hiểu ra rồi đó, tất cả mọi thứ không có cái gì tự nhiên nó đến, nó đều có cái nguyên nhân của nó cả. Thì hôm nay chúng ta học một câu thứ 125 trong Kinh Pháp Cú. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vại thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngược gió tung bụi. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, kẻ ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Bạch Thầy, chúng con muốn nghe bài giảng Mông Sơn thí thực của Thầy, nhưng không biết tựa đề. Quý vị nào muốn nghe cái bài Pháp Hòa giải thích về Mông Sơn thí thực thì quý vị tìm cái bài gọi là Thuyền ra biển khổ. Thuyền ra biển khổ thì cái bài này là Pháp Hòa giải thích về cái nghi thức cúng Mông Sơn thí thực. Bên cạnh đó, sẵn thì Pháp Hòa cũng nói luôn, nếu quý vị muốn biết ý nghĩa thời Công Phu Sáng, Lăng Nghiêm, tựa Lăng Nghiêm rồi cho đến Thập Chú rồi đó, thì quý vị đi tìm cái bài gọi là Sen Nở Ban Mai. Thì quý vị sẽ, Pháp Hòa sẽ có chia sẻ tổng quát về cái ý nghĩa và giải thích cái thời Công Phu Sáng. Bạch Thầy, cho con hỏi, ngày xưa Đức Phật thuyết pháp có hàng vô số hàng nghìn người nghe, vậy với khoảng không rộng lớn vậy thì sao có thể nghe thấy tiếng Đức Phật thuyết pháp? Câu hỏi rất thực tế ha. Đức Phật ngày xưa không có microphone,
làm sao mà số lượng hàng ngàn người mà có thể nghe được. Thưa đại chúng, trên cái phương diện thực tế thì cái cách theo Pháp Hòa được biết á, là Đức Phật nói xong rồi các vị ở phía sau lặp lại, rồi cứ như thế mà truyền để cho có thể nghe được tất cả. Đó là mình nói theo cái tính cách là thiết thực. Còn nếu như mình nói cái mặt mà gọi là tâm linh một chút, thì quý vị nhớ là ngày xưa các vị đến dự pháp hội đó, cái tâm của các vị á, đến dự pháp hội đó thuần lắm. Và các vị ngồi rất yên, không có giống mình bây giờ đâu. Mình bây giờ là điện thoại reo, rồi suy nghĩ, rồi đó là chưa nói khiều người kế bên nói chuyện, đó là chưa nói lục bóp ăn kẹo, mở nước uống. Thành thử ra mình khó sự, có sự chú tâm. Vì cái sự làm ồn đó cho nên cái tiếng ồn của mình đó, nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái lời nói bình thường. Ví dụ như trừ trường hợp ai cầm microphone mà thỉnh thoảng cái microphone mà còn bị interrupt, bị quấy rối bởi những cái tiếng điện thoại, bởi những cái gì khác. Mà ngày xưa nếu mà nói về cái năng lực mà nói pháp của Phật á, là Đức Phật nói pháp bằng cái gì? Bằng cái pháp âm của Ngài, bằng cái sư tử, gọi là sư tử hống, tức là cái tiếng của Ngài có khả năng vang xa và làm cho đại chúng nghe mà trấn tĩnh. Còn bây giờ là mình, một là mình nghe vừa ngủ nè, vừa nghe vừa mở nước uống nè, rồi ho nè, rồi mở kẹo nè, rồi bấm text nè, mình làm đủ thứ hết. Thành thử ra bây giờ là người ta kêu gọi hà rầm, xin đại chúng nhớ tắt cell phone. Vậy mà thế nào trong buổi giảng cũng còn lai rai tiếng điện thoại reo dài cho tới hết buổi giảng. Là cái chuyện đó ngày xưa là các vị giữ cái sự thanh tịnh rất chuẩn mực. Và thứ hai nữa là cái âm thanh của Đức Phật nó có khả năng vang xa, và đồng thời các vị tiếp nhận lời Phật. Còn nói mà cho thực tế nữa thì các vị đều truyền với nhau. Bởi vậy cho nên quý vị thấy không, nhất là trong kinh Nguyên Thủy, một cái đoạn đó thôi mà lặp đi lặp lại, cái hai vị đó ở ngoài sân đối đáp cái gì, xong cái nó thôi bây giờ mình không biết, thôi lên gặp Đức Thế Tôn. Vô gặp Đức Thế Tôn cái là hai người lặp y hệt cái lời hồi nãy lại. Rồi xong cái Phật mới nói, ồ vậy là tôi cần phải kiếm người thứ ba tới cái cục ấp y vậy. Cho nên sau này các thầy mà dịch những cái bản kinh Nguyên Thủy, các thầy hay nói, lúc bấy giờ tôn giả đó đến gặp Phật, sau khi đảnh lễ Đức Phật, rồi tôn giả ngồi một bên, rồi cái .. lặp lại y như trên. Tại vì nếu mà các ngài cứ dịch rồi làm như vậy, thứ nhất là nó mất cái thời gian mình đọc và tốn giấy. Cho sau này các vị khi dịch thì người ta cũng lược bớt những cái phần đó. Nhưng mà ở đây là mình nói cái tính cách gần gũi, là ngày xưa là không có microphone, mà các vị nói một nhóm này nghe, rồi cái nhóm kia nghe. Và chính vì không có băng thâu, chính vì không có giấy viết, cho nên mỗi người sẽ nhớ mỗi cách. Cho nên ngày xưa là phải có những cái buổi hội lại, rồi ôn đọc lại những gì Phật giảng. Rồi ví dụ như thỉnh thầy A lên nói, thầy A nói xong thầy A xuống thì thầy B lên, thầy B mới nói, con xin bổ túc cái lời nói đó, cái lời trùng tuyên đó của thầy kia. Thầy kia nói là đúng hết cái phần đầu nhưng có thiếu một khoảng này. Cứ như thế mà lặp lại, gọi là gì? Gọi là truyền khẩu. Ngày xưa là truyền khẩu. Vì vậy mà ở trong kinh nói đó, khi mà ngài Đức Phật mất rồi đó, thì có một số tỳ kheo mà chuyên môn quậy phá, nghe Đức Phật mất mừng lắm. Bây giờ ông cụ mất rồi thì đâu còn ai kèm kẹp mình nữa, cho nên phải mừng chứ tại sao buồn, tại sao phải khổ. Thì ngài Ca Diếp ngài nghe được cái lời nói đó, là một vị đệ tử lớn mà, một vị trưởng lão, một vị đại sư huynh mà, ngài nghe được cái điều đó, cho nên ngài mới thấy rằng cái nguy cơ mà lời dạy của Phật sẽ bị mai một, và nguy cơ là tăng đoàn sẽ
sẽ bị ảnh hưởng bởi những vị này nếu mà không có sự trấn chỉnh. Cho nên Ngài lập tức sau 100 ngày Đức Phật Niết Bàn là Ngài lập tức triệu tập một cái đại hội kết tập, tức là trùng tuyên lời Phật ở tại một cái hang động ở gần núi Linh Thú với 500 người tham dự. Và lúc đó Ngài Ubali được mời lên tụng một cái bài luật đó, tụng 80 lần. Cho nên sau này cái bài luật đó được gọi là Bát Thập Tụng, tức là tụng 80 lần cái bản luật đó do Ngài Ubali. Còn Ngài A Nan là người được mời lên để mà nói kinh. Nhưng mà lý do là Ngài A Nan chưa được vô liền là vì Ngài chưa chứng thánh. Đến khi nào Ngài chứng thánh rồi thì Ngài mới được vào. Ở đây nó có hai cái ý. Một là phải để cho Ngài A Nan thật sự phải tu tập. Vì Ngài A Nan xưa giờ đã sống bằng một cái tâm ỷ lại. Cho nên Ngài, nếu mà bây giờ Đức Ngài Ca Diếp không thừa cơ hội này mà đổ Ngài A Nan á, thì coi như là lọt sổ Ngài thì tội Ngài, phải không? Một vị thị giả thân cận với Phật mà bây giờ tất cả các vị khác người ta chứng thánh hết mà riêng của Ngài A Nan. Và cái thứ hai nữa, mà nếu mà Ngài A Nan mà không bước vào trong cái đại hội kết tập này thì những cái lời Phật nói có lẽ là không có ai nhớ như Ngài. Vì vậy cho nên nhất cử lưỡng tiện, một lần mà như vậy mà nó lợi cả đôi bên, đại chúng cũng lợi lạc mà Ngài A Nan cũng được lợi lạc do Ngài Ca Diếp đưa vào cái sức ép đó. Câu hỏi kế là cho con hỏi là con từng được một vị sư thầy cho câu niệm Phật hàng ngày khi sám hối và tối trước khi ngủ là niệm Nam Mô Đạo Sư Chân Tánh Nguyên Hương, nhưng con tìm trên mạng thì rất ít thông tin về vị sư chân tánh Nguyên Hương này, nhờ thầy cho thêm thông tin được không ạ? Thưa vị Phật tử nào hỏi câu này đó, thì thứ nhất á, là Pháp Hòa không có biết vị này là ai, mà chắc chắn rằng vị này không phải là một vị sư hay là một vị tôn túc gì ở trong Phật giáo. Bởi vì sao? Bởi vì nếu một người mà thật sự là một người trong Phật giáo và đệ tử Phật thì không bao giờ xưng mình là thánh, là những cái bậc gì mà đặc biệt mà để cho đệ tử phải niệm mình trước khi đi ngủ cả. Vì vậy cho nên nếu ai muốn niệm vị này thì cái niệm đó là nếu mình có một cái niềm tin vào vị này. Ở đây á, là Pháp Hòa chỉ muốn xác định vị này không phải thuần túy của Phật giáo. Thì quý vị ai mà mình muốn theo thuần túy Phật giáo thì mình không nên. Còn nếu như ai mà tin vị này và đi theo cái giáo phái của vị này thì cái đó tùy, cái đó là cái quyền của mình. Còn Pháp Hòa chỉ có bổn phận xác định vị này không nằm trong Phật giáo. Vì một người đệ tử Phật thì không có cho ai niệm mình gì cả. Ngay cả những bậc hòa thượng tôn túc của mình, các ngài còn chưa bao giờ dạy chúng ta phải niệm danh hiệu gì của các ngài cả. Còn cái tâm của chúng ta hướng về các ngài như một hình ảnh, như một biểu tượng, như một cái mô phạm để chúng ta noi gương tu tập, nghe lời chỉ dẫn của quý ngài thì có, chứ còn không có cái khác hơn. Thành thử ra Pháp Hòa chỉ có thể nói như vậy thôi. Không phải riêng vị này mà tất cả những vị khác. Nếu mà các vị đó không phải nằm trong Phật giáo thì nếu mình đã nhận mình là một Phật tử, mình muốn tu tập theo Phật giáo thì Pháp Hòa chỉ sẽ giới thiệu quý vị tu theo Phật giáo. Còn xa hơn nữa thì Pháp Hòa không dám, vì cái này nó ngoài cái phạm vi của mình. Ngày hôm qua mình cũng có nói không, bất tại kỳ chính, bất mưu kỳ chính. Mình không phải ở trong phạm vi này thì không nói về cái phạm vi này. Câu hỏi kế. Trước hết cho con chúc sức khỏe thầy. Mấy ngày nay trong tâm con có một thắc mắc. Giống như con với mấy người bạn con sống chung, nấu ăn thường ngày con tự nấu ăn chung, đi chợ con cũng đi, xong về con cũng nấu. Nhưng mấy mùa dịch này con cũng làm như vậy, con cũng nấu ăn chung, và thậm chí con còn xuất tiền ra đi chợ trước.
ai có tiền thì trả lại con. Nhưng có một người bạn không trả lại tiền đi chợ cho con. Con không trách, nhưng con buồn vì người bạn đó có tiền đi đánh bài, đi ăn nhậu, vậy mà không có tiền trả lại cho con, nên con tức và con không nấu ăn cho bạn đó nữa. Và thưa thầy, hành động của con như vậy có gọi là ích kỷ không? Xin thầy cho con biết, nếu hành động đó là ích kỷ thì con sẽ bỏ ngay hành động đó. Cảm ơn vị Phật tử này rất là thành thật. Dạ thưa, thì thật sự ra thì cũng không phải là ích kỷ. Thì trong cuộc sống thì mình có đôi lúc mình có những cái bất đồng. Khi mình thấy nó có một cái gì đó không có công bằng trong cuộc sống, thà là người bạn đó không có tiền đi, rồi người bạn đó mình đi chợ mình nấu ăn cho bạn đó mình không buồn, đằng này bạn đó có tiền mà không có chi mà lại bắt mình như vậy. Thì trước khi mình làm như vậy đó thì sao mình không có rõ ràng đi? Mình đi chợ về thì đã là sống chung chia tiền mà, thì mình cứ rõ ràng, bạn kỳ này đi chợ 100 thì mỗi người mình 20, 30 chi đó, thì bạn đó gửi vô cho mình. Tức là mình khoan trách, vì mình có thể là mình chưa có nói vấn đề tiền bạc cho nó rõ ràng, thì người kia nghĩ là mình khoản đãi, hoặc là người kia lờ, được nhiêu thì lờ. Còn nếu như mà mình, hay là bình thường, lúc bình thường bạn này vẫn đi chơi, vẫn bình thường, không có nạn dịch gì hết, mình vẫn nấu ăn cho mọi người, mình không có vấn đề gì khó khăn, mà bây giờ thì mình lại có khó khăn là tại vì mình bất đồng. Trong khi đó mọi người cũng nghỉ làm, ai cũng không có đi làm, mà tại sao là như vậy? Cho nên để trước khi mình xác định mình có phải ích kỷ hay không, hay là mình có những cái đối xử nó kỳ cục hơn, chẳng hạn như là không thèm nấu nữa, vân vân, thì mình nên một lần sòng phẳng. Còn nếu như người bạn kia vẫn không, thì chừng đó mình có cách giải quyết nào đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh sống của mình. Ích kỷ là khi nào mình có khả năng, người kia không có, mà mình ganh tị, mình không có nấu hay mình không có giúp, thì cái đó cũng có thể có một phần. Còn ở đằng này là mọi việc nó rất là rõ ràng, người đó cũng có khả năng, nhưng có lẽ là mình chưa sòng phẳng, cho nên rồi mình lại đem cái phiền về cho mình. Thì sống chung thì cũng không phải là vấn đề tiền bạc không, mà ngay cả trong vấn đề mình chia sớt với nhau, trong vấn đề dọn dẹp nhà cửa hay vân vân, để mọi người không có phiền. Cái gì cũng vậy hết. Vợ chồng mà đôi khi vợ làm hoài mà chồng không làm gì, mà nếu người vợ mà chưa có nhịn nhục đủ là có thể cũng phiền hà đó. Tại sao tôi làm quá trời mà anh không làm gì hết, huống chi mình chỉ là những người bạn sống chung. Cái đó chỉ là những cái bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy một cái gì nó không có được công bằng, thì chúng tự nhiên nội tâm của chúng ta, cái nội kết mình nó phải nổi lên, và chúng ta thường có thái độ và có lời nói. Còn nếu mà mình khoan, hãy có những lời nói, những thái độ gắt gỏng hay là thẳng thắn, và chúng ta nên có những cái giải quyết cho nó rõ ràng, để không có làm phiền mình. Có nhiều khi mình không làm thì ta nói tại sao đi chợ về không nói rõ tiền bạc, thì người ta trách ngược lại mình. Cho nên mình nên rõ ràng trước khi mình có những cái thái độ khác. Con ở Contra Costa County, 51 tuổi, chưa quy y Phật bao giờ. Con mới nghe thầy giảng trên YouTube và online trên Facebook. Con hiểu và thích nghe. Con ăn chay trường được 2 năm, thỉnh thoảng cũng có một vài ngày ăn mặn. Con xin thầy duy trì lịch giảng hiện tại trên online sau khi hết dịch để con được tự học. Kính bạch thầy, gửi đường link kinh sách tụng hàng ngày. Con muốn quy y Phật, Pháp Tăng thì con phải làm gì, học gì? Kính xin thầy chỉ. Thưa thì nếu như mình muốn trở thành một Phật tử, dĩ nhiên là cái bước đầu tiên nhất cho một người Phật tử là chúng ta cần phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Cô có thể lên mạng search, tìm Tam Quy Ngũ Giới để mình đọc qua cho biết. Rồi nếu ở gần nơi mình có những ngôi chùa nào, có những vị thầy nào mà mình có cái sự cảm mến, có sự tu hành,
thì chúng ta xin vào đó để nương tựa Tam Bảo. Còn những cái bài học căn bản thì dĩ nhiên là Phật tử sau khi mình thọ giới quy y rồi thì ở trên phương diện thực tập thì chúng ta tập ăn chay, tập tụng kinh niệm Phật hay là ngồi thiền. Còn những bộ sách mà chúng ta đọc, đó là bộ Phật học phổ thông hay là bước đầu học Phật hay là trái tim của Bụt vân vân, quý vị có thể đọc cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bởi vì cái quyển này vừa nói lên cuộc đời của Đức Phật và những bài thuyết pháp căn bản nhất, những bài giáo lý căn bản, những cái tinh yếu về Đạo Phật nó đều nằm ở trong cái quyển Đường Xưa Mây Trắng hết. Cho nên cái quyển Đường Xưa Mây Trắng sư ông viết có một cái sự nghiên cứu giữa kinh điển Bắc truyền và Nam truyền rất là sâu sắc, phối hợp để tạo thành một cái quyển Đường Xưa Mây Trắng rất hay. Cho nên đại chúng ai chưa đọc nên nên đọc cái bộ đó. Và bây giờ người ta cũng đã để trên mạng rồi, quý vị có thể nghe cái bộ đó cũng được. Ngay cả bộ Phật học phổ thông cũng đã đọc sẵn trên mạng rồi, quý vị nên tìm nghe. Ngoài ra Hòa Thượng Thanh Từ có một quyển là Bước Đầu Học Phật hay là Chìa Khóa Học Phật, quý vị cũng có thể đọc quyển đó. Hay là quý vị có thể đọc quyển Phật Pháp Khái Luận. Những quyển đó rất hay, vì những quyển đó là những cái đề tài rất căn bản cho người Phật tử khi mới bắt đầu vào đạo. Ví dụ như là thế nào là đạo Phật, tại sao phải ăn chay, tại sao phải niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thờ Phật, lạy Phật, đi chùa, sám hối, vân vân. Ngay cả đạo lý nhân quả, duyên sinh, tất cả những giáo lý đó nó đều nằm ở trong những bộ đó. Tuy nói là giáo lý căn bản nhưng có thể nói là thật sự rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta muốn hiểu đạo Phật, muốn học Phật Pháp mà chúng ta chưa hiểu được những cái đạo lý căn bản đó thì chúng ta rất khó mà đi vào những cái bài giảng khác. Vì đó là cái nền tảng căn bản rất cần thiết của một người Phật tử. Cho nên Pháp Hòa cũng khuyên khích đại chúng, ai chưa đọc những quyển đó thì nên tìm đọc. Và những quyển này theo Pháp Hòa được biết là đều đã được đọc thành những cái audio ở trên YouTube, quý vị có thể tìm nghe. Mô Phật, cho con hỏi Phật tử tại gia có nên cúng cô hồn vào ngày 14 không ạ? Hình như ở đây nó cũng có một câu tương tự như vậy đó. Tại gia có nên cúng cô hồn vào rằm cuối tháng? Dạ thưa, cái vấn đề nên không nên thì không sao. Có vấn đề là chúng ta có thể giữ cúng được như vậy thường xuyên hay không. Thì ông bà chúng ta thường hay nói là thờ phượng thì dễ, giữ lễ mới khó. Ví dụ như nếu mình quy định một năm mình cúng cô hồn một lần, hai lần ở tại cái khu vực mình ở thì mình giữ như vậy. Còn nếu mình cúng mỗi rằm hay là mỗi 30 mùng 1 gì đó mà chúng ta không cúng thường xuyên thì không nên. Vì cái gì chúng ta tập thành một cái lễ thì chúng ta phải giữ. Cho nên nếu mà mình muốn cái đó nó không có ràng buộc mình, cái này không có ai bắt buộc. Vì đa số cái việc thực hiện cúng cô hồn là dành cho các chùa. Còn ở nhiếu tư gia Phật tử mà có khả năng thì, hoặc là thời giờ có phương tiện thì mình làm. Không thì mình nên để một năm một hai lần thôi, để mình không có bị mắc cái lỗi là chúng ta khi làm khi không. Mình nên suy nghĩ kỹ trước khi mình làm. Còn không thì một năm mình cúng một hoặc là hai lần, tệ lắm thì cũng phải một lần. Tại vì sao? Tại vì cái cúng đó, đó không phải là một sự mê tín, mà nó nói lên được cái tâm biết ơn. Khi chúng ta ở đâu, ở nơi chốn đó, đất trời ở nơi đó, thiên nhiên ở nơi đó đã cho chúng ta được một những cái ngày tháng sống yên bình, không? Thì thí dụ như trên mặt đất này, chúng ta cất một căn nhà lên. Bây giờ là một căn nhà mình đang ở, có thể hàng mấy trăm năm trước ở nơi này là một cái nghĩa trang, mình không biết được. Hoặc là có thể là nhà của ai đó, rồi do nhiều lần gia đình người ta không còn người nữa thì đất đai này nó thuộc của chính phủ, rồi mình mới mua lại hay như thế nào đó mình ở. Thì trên cái phương diện tri ơn,
biết ơn và thể hiện cái lòng biết ơn mình, một năm mình cúng một lần là cũng đã quý. Cho nên hàng năm người Việt mình có cái lễ cúng đất đai. Thật ra cái chữ đất đai đó, nói cho đúng là chữ đất đây. Đất đây nè, đất ở đây nè, chứ không phải đất đai. Mình nói riết nó thành trại thành cái chữ đất đai, chứ đúng ra là mình phải đọc là đất đây, tức là đất này chúng ta đang ở. Rồi ví dụ như mình tới một cái, mình mua vô, mình tới một cái chỗ nào hàng xóm mình mới tới, mình cũng phải làm quen với những người hàng xóm. À, rồi nếu mà mình có những cái làm việc gì mà có thể ồn ào hàng xóm thì mình cũng phải qua nói với họ một tiếng. Ở Việt Nam cũng vậy, ở xứ Mỹ cũng vậy. Có những ngôi chùa mà ở khu vực dân cư á, thì khi mà lễ lọc là phải chạy tới nhà người ta nói. Tại sao? Không thôi là người ta phiền mình. Tại vì mình đậu xe, mình làm ồn ở những khu vực nhà của người ta, mà nhất là những cái lúc ngày thường. Cho nên mình làm việc gì mình tới mình xin, mình nói người ta một tiếng, ta hoan hỷ ngay. Người ta không làm khó mình. Sở dĩ mà người ta phiền hà, người ta khó mình là tại ngay lúc đầu mình thiếu cái tinh thần tế nhị đó. Thật ra ở trong kinh Địa Tạng nói, nó cũng có cái lý lắm, thấy không? Đấy. Con đi trải qua những cái nhà gọi là gì? Giữ nhiều mà lành ít, nhớ không? Nhớ mấy câu đó trong kinh không? Đấy. Tới cái những cái nhà mà giữ nhiều lành ít mà muốn hộ cho họ cũng khó nữa. Tại vì họ không có cái duyên phước để mình được độ cho họ. Ví dụ như giờ mình muốn nói lời lành cho họ nghe mà họ không nghe. Họ nói tôi bận lắm, tôi bận nhậu, tôi bận làm này làm kia, họ đâu có chịu để ý mà họ nghe. Cho nên cái việc mà mình làm một cái việc gì mà chúng ta cúng, nó không, cái vấn đề là chúng ta làm với cái tinh thần gì. Còn nếu chúng ta làm với cái tinh thần mê tín, không hiểu biết, thì chúng ta sẽ bị vướng vào đó. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta hiểu cái việc chúng ta đang làm, chúng ta ý thức được việc chúng ta làm, và chúng ta có thổi vào trong cái việc làm của chúng ta, chúng ta có đưa vào cái việc làm của chúng ta những cái nội dung rất đẹp, thì cái việc làm đó không hề mê tín. Cái điều này Pháp Hòa nói hoài việc đó vậy đó. Giống như mình lại Phật hay là mình tụng kinh vậy đó. Không phải là Phật nghe hay là Phật chứng cái lễ đó cho mình, nhưng mà đó là chúng ta đang thực tập một sự trở về, mà hình ảnh Đức Phật là một biểu tượng. Cho nên quý vị muốn cúng thì cứ cúng, nhưng mà nhớ là nếu mình đã muốn thì phải giữ làm. Còn không thì cứ 5 lần 2 lần tạ ơn. Như người Việt mình đầu năm hay cuối năm tạ ơn đất trời. Thậm chí rồi mỗi đến cái mùa Trung Thu, sau một cái mùa gặt hái, chúng ta cũng cảm tạ đất trời, thiên nhiên đã ưu đãi chúng ta, để cho chúng ta có được những cái nguồn nước hay là những cái mảnh đất để chúng ta trồng trọt. Năm đó mình trúng mùa thì gia đình mình được hạnh phúc an vui nhờ cái đời sống đó. Thứ kế là niệm Phật có hóa giải tình duyên lận đận không? Tại vì mình sống á, mình cứ nhắm vô có một duyên à. Cho nên là duyên này là duyên nam nữ, cho nên mình mới khổ. Chứ thật sự trong cuộc đời này chúng ta có rất nhiều duyên. Ví dụ như duyên Phật Pháp, duyên bạn đạo, duyên tu hành, rất là nhiều duyên. Tại sao mình không thấy ai khổ với mấy cái duyên? Không ai mà khổ nói trời ơi sao con khổ quá, con không có duyên với Phật Pháp. Hình như ít có ai mà rên vậy lắm nghe. Mà mình thấy mà người nào mà bị kiếm bồ hoài, kiếm không được, cái tự nhiên mình cho đó là cái duyên lận đận, phải không? Thật sự trong cuộc sống này ai cũng có duyên với mình, mỗi người chúng ta có rất nhiều cái duyên. Có nhiều khi mình không có duyên với cái tình cảm nam nữ, bù lại thì mình lại có duyên với sự tu hành Phật Pháp. Thì mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này đi, thì tự nhiên việc nó sẽ tới thôi. Ngày hôm nay hôm qua gì ạ, có một cái vị gọi lên đây, chắc hôm nay hồi trưa này, thì cái cô này cô gọi cô mới kể là chắc thầy không nhớ con đâu, tại vì mấy năm trước con có tới đây, con gặp khó khăn trong việc giấy tờ, người thân bảo lãnh, thì con có nhờ thầy, thầy nói thiệt sự thầy cũng không biết ai để mà giới thiệu làm mai gì hết.
Nhưng mà thầy có nói với con là cứ việc lên chùa tu tập làm công quả đi, thì cái duyên nó đến. Và không ngờ đúng như vậy. Rồi trải qua những cái bao lần thì cuối cùng bây giờ cuộc sống cũng ổn. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi mình niệm Phật á, mình cứ nghĩ là mình niệm Phật để được cái duyên đó, thành thử ra cái hồi cái mình không được cái mình buồn. Thành thử là tại sao mình không niệm Phật một cách bình thường thôi, niệm Phật để cho tâm mình an, tâm mình tịnh. Mà khi tâm mình an, tâm mình tịnh rồi, tự nhiên người mình nó cũng đẹp ra, nó dễ thương ra, thì tự nhiên nhiều cái nó chuyển cái duyên đó. Còn nhiều khi mình cứ chú tâm vô cái đó quá, thì nhiều khi mình cái duyên nó mới tới cái mình nhào vô mình chụp cái làm cho người ta phản ứng, người ta dị ứng, người ta thấy mình hơi hấp tấp làm sao đó. Cho nên cứ nhẹ nhàng, mình muốn được mọi cái duyên thì chúng ta phải biết sắp xếp các duyên. Cũng giống như mình muốn nồi cơm nó chín thì chỉ không phải chỉ là cái nồi cơm đó không, mà chúng ta phải để ý tới củi lửa, chúng ta còn phải để ý nhiều vấn đề khác để nồi cơm nó có thể chín. Chứ còn mình gấp gấp cái mình làm cái thật sự cơm không chín. Cũng giống như hồi nhỏ Pháp Hòa nấu cơm vậy đó, cứ mỗi lần mà nước cơm sôi lên á là mình phải chắc cơm, chắc cái nước á, thì nó có hai: một là mình phải chắc để cơm nó mới chín, hai là mình lấy lại cái tô nước cơm đó để mình làm gì. Mình làm canh mình ăn, nghèo mà. Thành tử ra mà hồi nhỏ không biết mắc cái gì mà không có lấy hai cái miếng dẻ mà mình chắc cái nồi, lấy hai chiếc đũa chọt vô cái quai vậy nè, lật lên một cái thì cái nồi nó chổng lên. Mà ngày mai vẫn không kinh nghiệm, cũng làm như thế nữa, phải không? Bây giờ thỉnh thoảng mà nhớ là cái cách hồi nhỏ mình nấu cơm của mình tức cười vậy đó. Thì khi mình làm việc gì á, mình nhắm cái đó là một rồi, nhưng muốn được cái chỗ đó nó phải bắt đầu từ đây nè. Chứ đừng có nhắm cái chỗ đó cái chạy cái ào cái té. Thành ra niệm Phật có thể hóa được các duyên. Nếu mà duyên nào không lành lận đận là sao, phải nói may quá, còn chưa nhào vô cái người này cũng khổ rồi, thấy không? Thành ra nhờ cái lận đận đó mà mình rút khỏi kịp. Tại vì cái duyên của mình là phải từ từ, cho nên đừng có gấp, cứ lo tu tập nhẹ nhàng, rồi khi mọi việc nó sẽ đến. Bên cạnh đó, mình không có duyên giữa tình cảm nam nữ thì mình còn rất nhiều những cái duyên xung quanh của mình, nó đẹp hơn, nó làm cho mình an lạc hơn mà không có khổ sở. Nhiều khi con cá ngoài lờ đó, nó đổi hoe đôi mắt. Con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ nó lúc lắc muốn vô. Con có nghe sư giảng là nếu ăn mặn thì đời sau sẽ không được tái sinh làm người hả thầy? Cái này em không biết ạ. Thật sự ra cái đó nó cũng chưa hẳn đâu. Bởi vì nếu mà nói như vậy á, thì không lẽ tất cả những người mà người ta đạo khác hay là những người Phật giáo nguyên thủy đều không được làm người sao? Cái được tái sinh làm người hay không, không phải ở chỗ cái vấn đề ăn mặn, ăn chay, mà nó còn nhiều cái yếu tố mà quan trọng nhất là cái nội tâm sống của mình. Thấy không? Ví dụ như mình ở bên Tây Tạng đi, mình muốn ăn chay cũng không được, là vì không có rau, không có trồng trọt được, thì buộc lòng mình phải ăn thịt cá. Rồi không lẽ các vị đó ăn thịt cá như vậy là kiếp sau các thầy Tây Tạng, dân Tây Tạng trở lại không được làm người sao? Không phải. Mình nhớ là một cái nghiệp gì nó thành đó, nó cũng phải do nhiều cái duyên do yếu tố, chứ không phải là một vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta cái nghiệp lớn nhất của con người chúng ta là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, xì ke ma túy. Cái nghiệp đó nó đủ năm cái yếu tố nghiệp nặng đó, nó mới làm cho chúng ta bị thọ báo nặng hơn. Còn trên phương diện sát sinh là vậy nè, mình đừng có giết người, hay là mình đừng có giết những con vật mà làm vui. Thí dụ như mình ăn, bây giờ thí dụ mình chưa ăn chay được đi, mình ăn mặn, nhưng mình nên tập ăn cái gì nó hiền lành thôi. Ví dụ như những con mà nó chết người ta bán nè, hay là những con gì mà xã hội người ta đang chấp nhận cho con người mình ăn,
Chứ mình ăn chi gọi là tươi ngon cái gì, một cái con cá nó đang sống mình về mình đập cái đầu nó. Tại vì khi mình đập đầu nó là cái tâm mình khởi. Nắm nó, cái hình thái mình phải nắm nó, rồi tay mình phải đập nó. Nội cái hành động là nó hung dữ, và cái tâm mình phải khởi. Cho nên mình ăn một con cá sống hay là một con gà sống, một con vịt sống, là trong trước khi cái con vật đó chết là một quá trình ác. Nó nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ nói đơn thuần là ăn mặn cái là kiếp sau không được làm người. Nói vậy nó chưa có thấu đáo được cái đạo lý nhân quả. À, mà chúng ta phải nhớ rằng ví dụ như có những người ăn chay nhưng mà tâm địa rất độc. Tâm địa rất độc, mặc dù đời sống hàng ngày miệng vẫn ăn chay nhưng mà nói ra lời nào cũng là dao gươm, và tâm địa sống rất là xấu. Cái đó nó mới đưa người đó đi tới cái chỗ xấu, chứ không phải do họ ăn chay mà ăn mặn đâu. Thành thử ra thưa đại chúng là ở trên phương diện khuyến khích mọi người ăn chay thì có thể mình nói, nhưng mà nếu mà đứng trên cái chung đạo lý nhân quả để mà tái sinh hay là thọ sinh về những cõi nào đó, nó còn nhiều cái vấn đề nữa. Mà quan trọng nhất là gốc rễ, hôm qua mình học đó, gốc rễ của bất thiện pháp là gì? Là tham, là sân, là si mê. Mà cái gốc rễ của thiện pháp là gì? Là vô sân, vô tham và chánh kiến. Đó là cái gốc rễ để đưa mình đi tới cái chỗ tu tập thiện pháp. Trên phương diện mình khuyên người ta ăn chay thì có thể tạm, nhưng mà nếu mà nói là xác định như vậy thì chưa phải. Tại vì đạo lý nhân quả nó không phải là như vậy. Cái mà chúng ta thọ sinh nó không phải đơn giản như vậy. Bạch thầy, cho con hỏi, người xuất gia có được mua nhà riêng không? Nhà riêng là private house. Thì tùy theo cái nhà riêng. Nếu ví dụ như ngoài chùa mình có cái nhà kế bên, mình mua cái nhà đó cho chúng ở hay cho sử dụng cho chùa thì không sao hết. Còn nếu như người xuất gia mình mua sắm một cái gì mà có tính cách riêng biệt cho cá nhân mình thì cái đó không nên. Vì cái đó không phải là tự tiền của mình. Mà tiền gì mà của bá tánh, của những người người ta ủng hộ cho tam bảo, thì chúng ta nên sử dụng đúng cho tam bảo. Thật ra thì trước hết là cho bản thân mình. Tất cả những cái gì là cũng tự mình. Tạo cái phước của mình mà tạo cái lỗi của mình. Thành thử ra người xuất gia, đã xuất gia thì mình ở chùa. Còn mình mua sắm cái gì thì nếu mình vì một cái tam bảo mình làm thì không sao. Hoặc là thậm chí ví dụ bây giờ mình mua một cái thất thì như là một cái nhà riêng rồi. Thì cái thất đó là để mình tịnh dưỡng, nhưng mà thủy chung cái thất đó cũng không phải của mình. Chẳng qua là mình mua cho tăng chúng, hết đời mình thì người khác sử dụng cái đó. Chứ không phải là nói thôi tôi sắp chết rồi tôi bán cái này, để không thôi rồi mai mốt rồi tiền của tôi bị mất hết thế này thế kia. Thì cái đó không phải. Mình có thể làm một cái thất, làm một cái am gì đó để mình nhập thất, mình tịnh tu, rồi hết đời mình thì trao lại cho người khác thì được. Chứ còn nếu cái nhà đó là của riêng tư của mình, rồi mình đứng chủ quyền, rồi mai mốt mình bán buôn đổi chác, coi như là không có dính dáng gì tới chùa hết, thì không nên. Vì nó không đúng cái tinh thần của người xuất gia. Thầy ơi, kiếm tiền được từ nghề giết mổ heo gà hoặc đánh bắt cá đem cúng dường tam bảo, vậy có công đức không? Thưa đại chúng, là những người người ta đi chài cá bắt tôm, những người làm ở trong những cái lò sát sinh, tất cả những vị đó không hề có ý là đi làm những nghề này để kiếm tiền cúng dường tam bảo. Không có. Các vị này vì cái nghề, vì cuộc sống. Nhưng mà các vị này khởi một cái tâm lành hơn, thay vì làm những cái tiền của đó ra cực khổ, chỉ một bề phung phí hay là sử dụng cho gia đình, cho bản thân. Nhưng các vị biết trích cái đó ra để cúng dường tam bảo. Đây là cái phần trích do các vị đó có khả năng cúng dường hướng với tam bảo. Chứ các vị này không phải đi làm
Kiếm tiền chỉ vì mục đích là cúng dường tam bảo, hai cái này nó khác ạ. Thật sự là nếu mà chúng ta nói rằng á, các vị này không hề có công đức gì hết, nói vậy không được. Tại vì các vị này đi làm để cho sự sống chung của gia đình của người ta, chẳng qua là người ta là một Phật tử, người ta hoặc là người ta biết hướng thiện một chút, người ta làm từ thiện, thì mình phải nhận cái đó. Cái việc làm đó của người ta là mình chỉ ghi nhận cái việc làm, nhưng mà cái việc nào làm thiện người ta làm được mình cứ ghi nhận. Mình nói như vậy á, thì mình cũng cắt luôn cái con đường làm thiện của các vị đó, thì coi như các vị đó không có cơ hội để sống thiện và đưa cái tiền đó vào trong cái một cái mục nào đó thánh thiện. Cho nên ở đây thứ nhất, tam bảo không suối, nói con đi làm nghề đó đi, đi kiếm tiền về cúng cho chùa. Thứ nhất, tam bảo cũng không suối. Thứ hai, họ đi làm cũng không vì mục đích làm việc đó, cho nên không thể đem cái việc này mà nói là xác định là họ không có phước. Cái thứ hai, có những người làm ăn chân chánh, không hề đụng vô những cái việc gọi là sát sinh, nhưng người ta cũng đâu biết làm phước đâu. Còn các vị này, người ta chẳng qua là người ta có cái phần dư và người ta có một chút tâm lành, thì chúng ta nên tiếp nhận. Không phải vì mình ham, nhưng mà mình tiếp nhận để làm gì? Để tạo cho người đó một cái duyên phước gần gũi. Biết đâu cái phước họ đủ đó, thì họ được cái cơ may, họ chuyển một cái nghề khác họ làm thì đỡ khổ cho họ hơn. Cho nên Ngài Ca Diếp đó, ngày xưa Ngài Ca Diếp là không bao giờ xin của người giàu, mà Ngài Ca Diếp chỉ xin của người nghèo thôi. Thậm chí có một hôm, có một bà già đó, bà đi xin được một cái chén nước đồ ăn của người ta mà nó thiếu rồi, Ngài Ca Diếp tới xin. Thì bà già này mới nói, trời, cái chén nước mà cặn này nó thiêu rồi mà làm sao Ngài uống. Ngài nói, tôi không có xin cái chén này đâu, tôi xin cái nghèo của bà đó. Tại vì á, Ngài có sự tu tập, nếu bà già này phát tâm bố thí, dù chỉ là một chén nước thiêu, cái vấn đề nó thiêu không thiêu, cái đó không sao hết. Cái quan trọng là tâm có biết bố thí không? Tâm có biết bố thí không? Thời có những người, người ta rất nhiều tiền, tiền của người ta dưới con mắt của mình là họ làm chân chánh đó, không có dính dáng gì tới chuyện gọi là sát sinh hại vật gì cả, nhưng mà họ cũng đâu có biết làm những cái điều thiện đâu. Cho nên theo Pháp Hòa, theo ý Pháp Hòa thôi, mình có hai cái nhìn, là một là tam bảo không suối, hai là các vị này không nhằm mục đích đi làm kiếm tiền cho cái này vào. Và cái thứ là các vị vì tâm lành biết trích ra để cúng dường, chúng ta là người tiếp độ. Vì tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng làm thiện, chỉ cần người đó phát tâm thiện, dù cái đồng tiền đó có thể nó chưa có gọi là thanh tịnh như mình nghĩ, nhưng cũng cứ tiếp nhận để làm những cái việc phước điền, tạo cái phước hồi hướng cho người đó. Như Ngài Ca Diếp uống cái chén nước thiêu của bà già đó, để chi? Để bà có phước, để kiếp sau bà hết nghèo. Đó là cái quan niệm của Ngài Ca Diếp. Ngài không phải đến để mà vì cái người cần Ngài, nhưng mà ngược lại, Ngài tu Bồ Đề thì nói, trời ơi, người ta đã nghèo muốn chết, còn thầy còn tới thì Ngài xin của người ta nữa. Ngài tu Bồ Đề thì kiên ngôn đi xin của người giàu, tại vì Ngài quan niệm người ta giàu ta có ta cho. Còn Ngài Ca Diếp nói đó, tại vì thầy xin của người giàu, cho nên rồi người giàu họ có được tạo cái phước thì họ thêm phước. Còn trong khi đó những người nghèo này mình không đến xin thì họ không được cái cơ hội họ tạo phước. Đó, thì theo cái ý Pháp Hòa là như vậy. Chúng ta nên có một cái nhìn thông cảm trên mọi cái việc làm của mọi người xung quanh mình. Để làm gì? Để mình có thể đem người ta tới gần mình và không thấy, người ta không cảm thấy thôi tôi giờ tôi xa với mấy vị đó lắm, tôi thấp bé dưới này, các vị cao ráo lắm. Mình không nên như vậy. Làm sao để mọi người cảm thấy là mình có tu cao cỡ nào nhưng mà mình cũng rất gần với các vị. Và chính như vậy đó mới đúng cái tinh thần của Đạo Phật, là mình lân bẩn gần gũi. Thí dụ như Đức Phật cũng không hề từ chối người gánh phân, hay là những là như là Ngài Ương Quật Ma La giết người, tất cả đều được ôm ấp. Thì ở đây cái vị mà người ta có những việc làm, thật ra đâu phải họ muốn đâu, vì trong cuộc sống mà mình phải làm mới có sống chứ.
Cho nên mình nên thông cảm hơn và nên chấp nhận các vị này trên mọi cái phương diện hộ trì. Dù làm từ thiện cũng không sao hết, đỡ hơn là các vị không làm. Nếu mình từ chối nói không, tôi không nhận tiền này bất tịnh. Đó. Rồi bây giờ thí dụ thôi, bây giờ người ta chài tôm, chài cá, người ta làm trong đó, đi cuộc sống mà. Cái sinh hoạt của xã hội nó vậy rồi. Nhưng mà những người người ta làm xì ke, bán xì ke ma túy đó làm sao? Mình đâu có biết được. Phải không? Thậm chí mình không biết họ làm nghề gì nữa. Rồi họ đem cúng thì phải nhận thôi, họ làm từ thiện thì phải làm thôi. Chứ không lẽ nói tiền này ở đâu ra, có bất tịnh không? Không, cũng khó. Cho nên đó là ý riêng của Pháp Hòa thôi. Thì chỉ mong đại chúng là chúng ta học Phật thì chúng ta có một cái nhìn cho nó bao dung để mình ôm ấp được tất cả mọi người trong xã hội, dù bất cứ người đó là ai. Con có câu hỏi. Dạ thưa thầy, con có được biết thì công đức điêu khắc tạo tượng Phật rất lớn. Vậy người tạo tượng thiện ác, tức là nửa mặt quỷ, nửa mặt Phật, có công đức hay không? Kính thưa đại chúng, là ở trong cái hình ảnh của đạo Phật á, thì không có cái hình ảnh là nửa mặt người, nửa mặt quỷ, nửa mặt Phật. Có thể đây là những cái tác phẩm mà người ta gọi là nghệ thuật. Người ta tạo những tác phẩm này nhằm để làm những cái hình mẫu cho những người đi xăm mình. Tại vì bây giờ có khuynh hướng là đi xăm mình là nửa người, nửa quỷ, nửa Phật, nửa ma gì đó. Thì theo Pháp Hòa thì mình tôn trọng nghệ thuật. Tuy nhiên các vị làm nghệ thuật cũng nên tôn trọng những hình ảnh thiêng liêng của đạo giáo. Không nên dùng những hình ảnh đó phối hợp với những cái hình ảnh mà các vị cho là một cái hình ảnh nghệ thuật gì đó. Thí dụ các vị có thể in bất cứ cái hình gì, nhưng đừng in những cái hình ảnh của các vị Phật, các vị Bồ Tát trên thân thể của mình. Đức Phật không hề bắt tội ai hết, nhưng ngay việc làm đó mình bị tổn cái phước thôi. Nhớ nha, giữa tội với phước. Dù người kia không bắt tội mình, nhưng mà cái cách mình đối xử với họ khinh xuất thì tự mình đã tổn phước. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như một cái người lớn tuổi mình hỗn với họ, có thể họ là ông bà nội mình, cha mẹ mình. Cha mẹ không bao giờ bắt tội con, phần lớn nha, luôn luôn muốn tha thứ cho con vì không muốn con mình có tội. Nhưng mà trên cái phương diện ứng xử trong cuộc sống, chúng ta đã tổn phước rồi đó. Vì chúng ta có cái phước có được một cái đời sống văn minh, nhưng mình mà đối xử khinh xuất với các bậc trưởng thượng thì tự mình giảm cái phước thôi. Cho nên đó, Phật thì không bắt tội ai. Ai có làm gì các ngài cũng bình thường, tại vì các ngài bất động, diệu trạm, tổng trì, bất động tôn. Các ngài hiểu được các pháp thế gian, các ngài hiểu được các pháp thế gian là tổng trì rồi. Cho nên ngài ở, các ngài ở một cái trạng thái trạm nhiên bất động. Và cái định đó gọi là thủ lăng nghiêm đó. Cái định là định thủ lăng nghiêm đó. Định thủ lăng nghiêm là gì? Là cái định viên mãn kiên cố. Định kiên cố của thủ lăng nghiêm đó là tượng trưng cho cái nội lực của tâm. Vương thế hi hữu, trên đời này hiếm có lắm. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, cho dù mình có trải qua ức kiếp của điên đảo cũng không thể nghĩ bàn. Thì các ngài không có bị chi phối, dù chúng ta sử dụng hình ảnh của các ngài như thế nào. Tuy nhiên vì những bậc đó là những bậc có đức, có hạnh, thì chúng ta không khéo thì chúng ta tự làm giảm mòn cái phước của mình thôi. Thì ở đây cũng thế. Nghệ thuật thì luôn luôn được tôn trọng. Nhưng mà mình phải có cái chừng mực của nghệ thuật. Thì không khéo thì người ta lại đánh giá cái khả năng văn hóa, đạo đức, hiểu biết của mình. Cho nên không nên dùng những hình ảnh của Đức Phật. Ở đây cũng vậy. Cái câu hỏi là
Mình biết là tạo tượng Phật thì có phước, vậy thì những người mà tạo nửa mặt nửa người vậy đó thì có phước không? Thì các vị này thì phước thì không có, nhưng mà hay là tội thì không, nhưng mà có thể phước sẽ bị giảm, bởi vì đã không có cái đời sống mà căn bản nhất của con người không có. Ví dụ phải kính trọng. Thí dụ mình giỡn với ai giỡn chứ đâu có thể giỡn những cái chuyện. Mình nói một cái đơn giản thôi, một cái lá cờ của một quốc gia không bao giờ đem xuống, gọi là xin lỗi, mai thành những chiếc áo, chiếc quần mình mặc được. Vì đó là cái biểu tượng thiêng liêng của một quốc gia. Nếu mình coi thường cái tấm vải đó thì coi như là tâm linh mình không có một cái quốc gia, không có đất, không có đất nước đó. Mà trong khi đó tại sao một tấm vải mà chúng ta cúi đầu, chúng ta tôn trọng, mà thử thời bây giờ mà mình đem ra, mình ở những cái quốc gia mà người ta chính quyền người ta khó vậy, mình mà đối xử khinh suất với lại những cái biểu tượng của quốc gia là mình có thể bị ở tù đó, không? Phật giáo thì rất là hiền lành, không có bạo động. Tuy nhiên có phải có tiếng nói, phải có những thái độ, phải có những tiếng nói. Giống như gần đây ở Việt Nam có một cái quán bar đó, đặt tên là Buddha Bar đó, rồi ở trong đó để hình ảnh Phật đó. Mình không có đem người tới đập phá tiệm người ta, mình không làm mấy chuyện đó, nhưng mình phải có tiếng nói. Cho nên là cái đó là cái thái độ của mình. Mình không làm chống bán, nhưng mình phải có thái độ, mình nói lên cái tiếng nói khi mà những cái hình ảnh thiêng liêng không được tôn trọng. Thì các anh chị trẻ thích xăm mình, các anh chị có thể xăm bất cứ gì, nhưng xin đừng có đem hình ảnh Đức Phật. Lỡ khi mắt anh chị còn trẻ mà đời sống thế gian mình còn, thì giữa nam nữ hay vân vân, chúng ta có thể làm cho cái hình ảnh đó không được thanh tịnh, thì tự động đời sống mình nó bị giảm phước. Thì mình có được một cái phước sống ở một cái thời đại mà quá văn minh, có đầy đủ tiền bạc, ăn chơi, muốn làm gì làm, thì mình muốn làm gì đó mình làm, cái đó quyền của mình. Nhưng mà làm gì mình làm, thì nếu như mình không có đối xử tốt với bản thân, thì bản thân mình sẽ bị bệnh tật. Mình không có tôn trọng ai đó thì người ta cũng sẽ xử mình theo cái cách mình đối với người ta. Nhưng đối với đạo Phật, đạo Phật không có một cái xử ai hết, tất cả đều là do nhân quả xử mình thôi, chứ còn không ai có khả năng xử mình đâu. Thì cái đó là cái luôn luôn là cái tinh thần của Phật giáo. Không ai xử mình qua nhân quả, thì mình đã được cái quả tốt, quả lành của đời này, thì tại sao mình không giữ cái quả đó để mình hưởng cho nó trọn, mình lại đi dục nó ở một cái nơi khô héo làm gì, để cho cái quả nó không được kéo dài để chúng ta được hưởng. Thì đó là sẵn dịp Pháp Hòa có lời, vì gần đây Pháp Hòa thấy một số các vị thậm chí in những cái biểu tượng thì thôi không nói, thí dụ như là hoa sen hay cái gì đó thì thôi, nhưng mà hình ảnh của Đức Phật thì không nên, và đặc biệt nữa là làm một cái hình nửa ma nửa quỷ gì đó vân vân thì không nên. Câu hỏi kế là: cho con hỏi sao ba con hay nói chuyện lung tung, chửi bậy một mình hoài, hay la vợ con, mà ba con đi bác sĩ khám tâm thần rồi, bác sĩ nói không bị gì cả. Con xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên. Giờ bác sĩ nói không có bệnh thì mình phải, mỗi người trong nhà mình phải là một bác sĩ, bắt mạch ba coi ba bất mãn ai, trong gia đình mình làm những cái gì mà để cho ba phải buồn phiền, mà ba không thể nói được thì ba lại bộc phát bằng những cái cơn sân si chửi bới. Mình phải đi tìm cái nguyên do. Chứ còn em ở tuốt bên này mà em cũng có biết gì về bác đâu mà hỏi em. Còn nếu là chắc muốn nói về coi coi bác có bị gì không đó, phải không? Cái này là chưa nhìn mặt, chưa khám thì chưa biết. Bác sĩ khám chưa ra bệnh mà em chưa thấy, chưa biết gì hết, biết bệnh gì. Tuy nhiên, trước khi chúng ta nói tới cái nghiệp bệnh, có thể quý vị tin là ai dựa, ai nhập gì đó, trước khi mình tin cái đó, hãy nên thực hiện những cái gần nhất, là mình xem lại coi
hàng ngày ba chửi từ những nguyên do nào? Đó là phải có một cái lý do nào để làm cho cái cơn sân ông nó nổi lên. Nếu mình biết à thì ra gần đây ông già ông bực cái chuyện này chuyện kia, thì là mình đã bắt được cái mạch rồi đó. Không? Thành thử ra thí dụ thôi. Tự nhiên á, nhà mình á, cái sinh á, nó bị nước ngập. Bây giờ trước hết là phải làm gì? Mình phải đi tìm coi nước này nó bắt, nó bị bể ở đâu, nó bị lũng ống chỗ nào mà nước nó rỉ ra. Như mình cầm một cái nồi nước, tự nhiên để đây hồi nó rang dũng nước, thì mình biết là cái nồi này có vấn đề. Thì mình phải làm sao tìm cho được cái lỗ mà nó bị lũng đó để chúng ta chữa nó. Chứ không phải tự nhiên xách lại, bác chữa giùm tôi cái nồi tự nhiên sao nó lũng. Thì người ta cũng phải làm vậy thôi. Còn nếu mà mình biết ngay cái chỗ đó mình chỉ cho người ta chữa lẹ hơn. Còn mình không có biết mà nãy thì người ta tính mình thêm thời giờ là giờ người ta đi tìm cái nồi lũng chỗ nào. Thì nghiệp bệnh đó nó có 3 loại phải không? Thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thì có thể quý vị hỏi, muốn hỏi cái chuyện đó đó, muốn hỏi là có thể ba con tự nhiên sao giờ ông chửi với sùm mà không biết có ai dựa ai nhập gì. Trước khi mình nói chuyện đó đó, thì mình hãy nên trở về mình xem coi thường ngày ba nổi lên giận tức la rầy ở những cái khoảng nào, ở những cái điểm nào mà trong gia đình đã tạo nên, để chúng ta giúp cho ba nó thiết thực hơn, nó thiết thực hơn. Rồi ví dụ mình cứ tin mấy cái vụ này rồi thậm chí không, ông già ông không chấp nhận cho ông thầy nào tới hết, mình đi tìm mấy ông thầy mà người ta thích kiếm tiền trên mấy cái câu chuyện này đó, thì mình bị mất tiền mà không được việc, cho uổng lắm. May là hỏi Pháp Hòa đó. Chứ mấy anh chị mà hỏi nhầm một ông thầy mà thích làm tiền đó là mệt rồi đó. Thấy không? Cho nên là trước khi mình định là một cái nghiệp bệnh, có thể là tâm bệnh, có những cái nỗi niềm ở trong lòng. Người già thì hay, lớn tuổi thì sinh tật, nên để ý cái chuyện đó. Ngoài cái chuyện mà mình ấy ra, mình còn phải biết rằng người lớn tuổi thường hay đổi tánh, mà nó đổi tánh theo tùy theo từng cái trạng tuổi. Hoặc là nhiều khi hồi nhỏ thấy con cái mình như thế này, lớn lên nó khác, đời sống nó khác, từ nhiều lúc bực bội mà không nói được. Không nói được thì cứ phải phát quạo lên, la ó bất thường. Cho nên các anh chị nên tìm cái gốc rễ này trước đi. Khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, chúng ta nên trở về để coi cái gốc rễ trước. Khi mà chúng ta cứ la làng lên là sự việc nó là như vậy. Thôi một câu nữa rồi mình nghĩ, những câu nào mà còn sót lại thì xin đại chúng hoan hỷ, Pháp Hòa sẽ giải thích tuần sau, tại vì còn rất nhiều câu hỏi ở đây nha. Có một câu hỏi đây. Câu hỏi của con là: khi má con còn sống nằm một chỗ không nói được luôn đã 3 năm, con về mới đi xuống mẹ Nam Hải, mẹ Nam Hải cầu xin nếu má con còn tuổi thọ thì cho má được mạnh khỏe, còn nếu tuổi thọ đã hết thì xin Phật rước đi cho nhẹ nhàng, đừng để hành xác con, đừng hành xác quá. Con nguyện sẽ cúng tượng Quan Âm ở đó, tức là Nam Hải chắc ở đâu, ở Bạc Liêu hay đâu phải không? Mình không về Việt Nam mà mình cũng hơi nhớ vậy á. Mấy tháng sau má con mất, xong con không có cúng tượng ở đó. Trong xã gần nhà con có chùa cất lại, em con bảo cúng tượng ở chùa này cũng vậy thôi, ở dưới kia nhiều tượng Quan Âm rồi. Con có đi trở lại mẹ Nam Hải, mua trái cây tạ lễ và trình bày. Con đã đặt tượng ở nơi khác, như vậy con có thất hứa với mẹ Quan Âm Nam Hải không? Tội nghiệp không? Bây giờ trước khi Pháp Hòa trả lời cái này đó, thì chị phải cho Pháp Hòa biết là lúc mà chị thưa với ngài Quan Âm Nam Hải, ngài Quan Âm có đồng ý không? Có gật đầu nói được rồi, thôi cúng đâu cũng được không?
Thì nếu mà Ngài im lặng, Ngài không nói gì hết, chị đi về bình an tới bữa nay là Ngài ok rồi đó. Ngài nói ở dưới này tôi dư rồi, ở trên kia thiếu thì đạo hữu cứ cúng đi. Thấy không? Ngài Quan Âm im lặng, bằng chứng là Ngài bắt ấn. Ngài vẫn nhìn mình, Ngài nói go ahead, tiếp tục làm thì ok. Thật sự ra thì cái đó là do cái tâm thành của mình. Mình nghĩ mình hứa với Quan Âm chỗ này mà cúng chỗ kia được không? Thật ra Quan Âm chỉ là một thôi, không có hai ba gì hết. Nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện của các ngài mà chúng ta được gọi bằng một cái tên khác nhau. Ví dụ như Đức Quan Âm ở ngoài biển cứu người thì chúng ta gọi đó là Quan Âm Nam Hải. Rồi có một cái người đó họ bị bệnh, họ tới họ xin Đức Quan Âm, Đức Quan Âm đã giúp cho họ hết bệnh. Chúng ta gọi là Quan Âm Thí Dược. Thí Dược là cho thuốc. Rồi có nhiều người kia ta sợ quá, ta sợ hãi đủ thứ trong cuộc sống, ta tới ta cầu Đức Quan Âm, Đức Quan Âm cho họ cái năng lực không sợ hãi, thì chúng ta gọi là Quan Âm Vô Úy. Thật ra cũng là Ngài, nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện cứu khổ mà người ta gọi thôi. Cho nên chị đừng có ngại, đừng có lo. Là mình thật ra mà nói, mình là một Phật tử, mình phát nguyện xong rồi trợ duyên chỗ nào thì chúng ta cúng. Nhưng mà không có cái hay, trước khi chúng ta làm chúng ta cũng thấy khó chịu ha. Mình hứa chỗ này mà giờ ở chỗ khác, thôi lịch sự lại thương tiếng đi. Hồi xưa con hứa cúng ngài ở đây mà giờ con thấy ngài coi bộ khấm khá quá mà chỗ kia thiếu, thôi cho con xin thỉnh ngài về trên kia, chùa kia thiếu, còn giờ ngài dư quá, ngài không có chỗ đứng nữa, thì thôi con xin thỉnh ngài về trên kia. Cái đó cũng là cái tâm lành. Dạ không sao, nhưng mà yên tâm, mà không có thất hứa gì hết. Mình có làm là được rồi. Còn như ngày mấy ngày nay có một Phật tử gọi nói thầy ơi, con hứa hồi đó đi vượt biên á, lúc mà sắp chết á, trời ơi khổ quá rồi, giờ nguyện Quan Âm mà cho con được đến bờ là con cạo đầu, mà 30 năm rồi không có cạo. Mà bây giờ á, là sẵn cái dịp này nè, sẵn cái dịp mà dịch nó hành ở nhà nè, thứ nhất là phải ở nhà không đi đâu là đỡ ngại ngùng phải không, thứ hai bây giờ có muốn hớt tóc tiệm đâu nữa là hớt, lợi dụng chuyện này mà xuống tóc phải không, thành thử ra cái này là không tính nha. Nhưng mà Paul là hỏi và nói dạ được, hỏi rồi con có cần phải khấn nguyện gì không, nói cô cứ ở nhà của cô đến ngay bằng Phật. Ngày trước con gặp nạn, con hứa con xuống tóc vậy đó, bây giờ đủ duyên con xin xuống tóc hoàn nguyện, xin Phật chứng minh cho con. Rồi lại ba lại nhờ ông Đức Lưng Quần mình ra cạo. Nhờ ông chồng mình ra cạo giùm. Thì thật ra quý vị thấy không, đến nỗi trả nguyện thôi đó mà cũng phải đợi đúng nha nàng. Thứ nhất là tiệm giờ muốn đi hớt tóc cũng có, để nhà dài quá không được phải không, thôi sẵn kỳ này cạo, mà cạo rồi là không sợ phải ra đường ai cười, rồi cộng thêm là giờ có muốn cũng chẳng tiệm nào, hay quá đúng lúc luôn, vừa tiện lợi được hai ba thứ nữa không. Thì mình thấy lúc mà mình cần Phật Bồ Tát á, là mình không cần một cái điều kiện nào hết. Mình có điều kiện các ngài là, nhưng mà khi mình trả lại cũng phải có điều kiện à, ký sổ ra hoàng thôi thì không sao. Cái đó cũng là những cái nhiều lúc mình nghe như vậy đó, mình mới thấy thương những cái tâm của chúng sanh mình, và mình sẽ thấy rất thương các Đức Phật và các Bồ Tát, các ngài có cái nguyện. Thì trước khi dứt lời thì Phó Hòa xin cũng nói thêm một chút đó, là đại chúng nhớ là Phật Bồ Tát khi các ngài phát nguyện, các ngài có hai thứ nguyện. Một cái gọi là nguyện chung, một cái gọi là nguyện riêng. Nguyện chung ví dụ như đó là rộng độ khắp chúng sanh, các ngài không có một cái biệt nguyện nào hết. Nhưng mà có những vị có những cái biệt nguyện, có những cái nguyện riêng. Như ai? Như Phật Dược Sư có 12 nguyện riêng của ngài. Như Đức Quan Âm có 12 nguyện riêng của ngài. Như Địa Tạng Bồ Tát, nguyện riêng của ngài là ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh. Còn như nguyện chung là như thế nào, mình không nói riêng một
cái gì hết, mình nói sao? Chúng sanh vô biên, thệ nguyện đoạn. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Vì những câu đó là cái nguyện chung. Hay chúng sanh nào khổ thì mình độ. Còn đối với các, ví dụ Đức Phật Di Đà có 48 nguyện riêng của Ngài. Thì mỗi một Đức Phật hay là vị Phật nào có những cái nguyện đó riêng của các Ngài thì chúng ta gọi là nguyện riêng. Còn có những vị nói những cái lời nguyện chung thì chúng ta gọi là nguyện chung, tức là không có biệt riêng một cái biệt nguyện nào. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả Phật Bồ Tát các Ngài đều sống và hạnh phúc theo cái bản nguyện của mình. Nhờ vậy cho nên các Ngài không hề đau khổ. Thỉnh thoảng đau khổ mà không có đau khổ. Pháp Hòa cảm thấy bây giờ làm ở nhà mình làm việc nhiều hơn. Một ngày phải ra với chúng gần như là coi như là 4 lần. Là 2 thời kinh rồi 2 thời sinh hoạt Phật Pháp. Coi như là 7 ngày liên tiếp, không có ngày nào nghỉ hết. Nhưng mà Pháp Hòa không buồn khổ gì hết. Pháp Hòa rất là vui. Là tại vì Pháp Hòa thấy rằng cái nguyện của mình làm được gì cho Phật Pháp thì mình hết lòng mình làm. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát cũng đã chứng cho cái nguyện của mình hay sao. Thì nó cũng khiến ở nhà mà không được nghỉ vẫn phải làm việc. Và hơn nữa luôn luôn tự thấy là mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để hướng dẫn các thầy các cô mà đang có duyên tu học với mình. Vì vậy mà chúng ta mới có cái duyên gặp nhau dù là trên online. Có người người ta, cái tâm người ta tốt, người ta không có làm điều gì sai quấy. Nhưng có thể vì một lý do nào đó, mình bực bội, mình ganh tị, mình vì lý do nào đó mà mình đang tâm mình hại người đó. Nhưng mà hại bằng cách nào? Hại bằng cách là mình nói những cái điều không lành, làm những điều không tốt đối với họ. Nhưng mà trước sau, tại vì họ là người thanh tịnh cho nên không bị cấu uế, không bị phiền não, không bị hại, mà ngược lại cái người chịu quả khổ chính là mình. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, chương thứ 8, Đức Phật cũng có dạy cái này. Nghĩa là người ác mà hại người hiền á, chẳng khác nào như ngước mặt trên trời mà phun nước miếng. Thì cái đó nó rơi vào ai? Nó rơi ngược lại mình. Cũng như vậy, rồi cũng một trường, rồi Đức Phật đưa cái thí dụ thứ hai. Người ác hại người hiền chẳng khác nào ngửa mặt trên trời phun nước miếng. Cũng như người đi ngược gió mà tung bụi. Mình đi ngược với gió, mình tung bụi thì bụi bay là ai? Bụi bay là chính mình. Thì người xấu, người ác cũng như vậy. Cho nên trên đời này mình có thể làm bất cứ điều gì, mình có thể nói bất cứ điều gì tác hại đến người khác. Nhưng mà thủy chung cái gì mà nó chân thật thì nó bất hư. Trước sau gì mọi việc nó cũng sẽ được phơi bày do cái tâm xấu ác của mình. Mà cuối cùng cái quả là do mình chịu. Có nhiều khi mình tức một người nào đó, mình chửi họ, mình nói những cái lời không có dễ thương. Thì mình đặc biệt là đối với những người có đạo hạnh, có đức hạnh hay những người tu tập. Quý vị thấy ngày xưa cái câu chuyện mà con sư tử trọng pháp đó, quý vị nhớ con sư tử trọng pháp á, ở trong rừng có một con sư tử, nó có cái bộ lông đẹp lắm, và hàng ngày nó thường đến bên cạnh một vị thầy tu ngồi trong rừng để nó nghe pháp, hoặc là khi thầy đó đọc kinh nó ngầm nó nghe. Thì một hôm á, ông vua mới thông báo là ai mà giết được con cọp đó, đem cái bộ lông, giết con sư tử đó mà đem cái bộ lông về là ổng trọng thưởng. Thì có một ông thợ săn, ổng tìm hiểu thì cuối cùng ổng biết rằng trong cái rừng đó, cái con sư tử mà họ đang đi tìm nó nằm ở trong cái khu rừng đó, và thường ngày nó đến bên cạnh một vị thầy để nó nghe pháp. Thì một hôm ông thợ săn chờ ông thầy đó đi vắng, thì ổng mặc cái áo tu vào, ổng ngồi ngay đó. Thì con sư tử nó đâu có biết, nó thấy áo tu thì nó tới thôi. Thì khi nó tới gần thì cái ông thợ săn mới dương cung và giết con sư tử đó. Thì trong cái lúc con sư tử bị thương và nó ngó lại thì nó nhìn kỹ thì nó biết rằng đây không phải là ông thầy mà nó thường gặp mỗi ngày.
và cái người mà đang hại nó, cho nên nó đủ sức để nó vung lên, nó có thể nó vồ tới, nó giết chết cái người thầy tu đó, giả đó, ông thợ săn đó. Nhưng nó nhìn lại, nó vẫn biết rằng trên áo ông thầy đó vẫn đang mặc một chiếc áo của người tu, và nó không dám làm động. Và cuối cùng nó chết ở trong cái, nó chết vì nó kính trọng cái bộ y đó. Thì ở đây á, cái câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta rằng tất cả mọi người ai cũng có cái đạo hạnh, có thể là họ hoặc là chúng ta kính nể họ qua một cái sắc áo mà họ tu tập, họ đang mặc. Còn cái chuyện họ có tu tập hay không, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mình làm cái việc của mình trước, mình thấy một cái người có mặc áo tu thì chúng ta cứ kính trọng, vì thủy chung họ vẫn là một con người. Cho nên ngày hạnh của ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, mình kính cái đã. Còn người đó không có việc, không có làm điều gì hay để mình ca ngợi thì không ca ngợi, nhưng mà mình vẫn kính vì đó là một con người. Cho nên trong cuộc đời này mình giận nhau, mình giận nhau, có nói gì đi nữa đừng dùng những cái lời thô để chửi rủa nhau, mắng xả nhau. Tại vì đó là cái kết oán, cái đó là cái kết oán. Mà mình chửi rủa người đó đó, mà nếu mà người đó mà không có phải đúng như cái gì mình nói đó, thì mình lại càng mang khẩu nghiệp hơn. Mình học Phật á, mình học Phật á, mình tin nhân quả đó, thì mình phải nhớ rằng nó có ba chỗ, ba con đường để mình tạo nghiệp. Một là thân, hai là khẩu, ba là ý. Thân là gì? Là mình làm hại người đó. Thí dụ như người ta đang đi vậy đó, mình biết người ta đang đi, mình để đồ cho người ta té chơi vậy đó. Đó, hay là mình làm hại người đó bằng một cái hình thức nào đó do mình làm, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là thân nghiệp. Còn khẩu nghiệp là gì? Tức là những gì mà chúng ta nói, dựng chuyện nói xấu, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là hai lưỡi, lưỡng thiệt đó. À, mình đến người này, mình nói theo người này, mình đến người kia, mình nói theo người kia. Mục đích là mình làm ly gián, chia rẽ mọi người, cho người này hận thù người kia, cho người kia hiềm khích người kia. Đó là cái lỗi ở cái khẩu, cái miệng của mình. Mà cái tội đó là tội hai lưỡi, đâm thọc. Nói đơn giản theo thế gian bây giờ là tội đâm thọc. Rồi ác khẩu là chửi rủa. Thưa đại chúng, người đời á, người đời á, người ta chửi thề, người ta chửi tục đã nghe khó nghe rồi, đã là khó nghe rồi, huống chi mình là một Phật tử. Mình là Phật tử, tháng nào ta cũng biết mình đi chùa, tuần nào ta cũng biết mình nghe giảng, mà thậm chí ở nhà mình mở giảng, mình mở pháp thoại nghe hàng ngày, mà đụng chuyện một cái thì thôi, vô số cái chữ nghĩa mà nó không có lành mạnh, chửi bới lên, thì người ta nghĩ mình sao? Mặc dù người ta không nói gì, nhưng mà người ta hiểu rồi đó. Ta hiểu cái tâm, cái cách sống của mình rồi đó. Thành thử ra mình nghe pháp, mình phải thể hiện một cái điều gì mà mình thấm nhập, mà chuyển hóa căn bản nhất của con người. Đó là chuyển hóa những cái thô. Cái tế thì khó đó, tại vì nó còn vi tế quá đi. Thí dụ nè, thường ngày là mình hay giận, nhưng mà lúc này tu tập nhiều và bớt giận rồi, hơi hờn thôi. Hờn là cái gì? Cái buồn buồn trong lòng nhẹ nhẹ vậy thôi, không có nói ra. Còn giận là nó biểu lộ, giận là nó biểu lộ, nó tức, nó giận, nó đập, nó phá, nó biểu lộ. Nhưng mình tu rồi, mấy chục năm rồi, đừng nói mình là người xuất gia cũng có, mình là người thường Phật tử tại gia cũng có, nhưng làm gì làm, chúng ta đều đã là người học Phật. Thì chúng ta phải, mình đều nói cái chỗ nhân quả, mà chúng ta không sợ cái ác khẩu, chúng ta chửi bới, chúng ta dựng chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Mình chưa bao giờ nói chuyện đó với người đó, mà đi nói với người kia, nói tôi nói vậy, cái người đó nói thế này thế kia. Có phải mình làm ra những cái việc mà nó không cần thiết không? Rồi tội lỗi ai mang? Cũng mình mang. Cho nên á, tất cả quý vị muốn biết, mở kinh nhân quả ra đọc.
kinh phân biệt nghiệp báo ở trong kinh Tạng có đầy đủ. Ngài A Nan hỏi Đức Phật: tại sao đời này có người được thế này, cũng là con người, mà tại sao người đẹp kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, người được kính trọng kẻ bị khinh khi, người thì được tin tưởng thì người không ai tin tưởng? Nó đều có cái nhân hết, nó đều có cái nhân hết. Rồi thì chúng ta tạo thì chúng ta gặp quả. Cho nên nói hại người không ác tâm, người ta không có tâm ác, nhưng mình vẫn đi tìm cách hại người. Người thanh tịnh không uế, cái người mà họ thanh tịnh trong sạch, họ không bị mình làm nhiễm ô, không bị mình tác hại được họ. Tội ác đến kẻ ngu. Chữ ngu đây là gì? Chữ ngu đây có nghĩa là người không thấy rõ chân lý, chánh pháp, sự thật, gọi là ngu. Chứ cái chữ ngu trong tiếng Hán nó không có nghĩa như cái kiểu như Việt Nam mình đọc là ngu đần. Chữ ngu trong tiếng Hán nó chỉ nghĩa là không thấy rõ chân lý sự thật và sống hành xử theo những cái cách thức dại dột của mình. Thí dụ mình hại người ta, mình gạt gẫm người ta, mình nghĩ là mình là người thông minh, đủ cái sức, đủ trí để mình lường gạt người này người kia, nhưng mà ăn được bao nhiêu? Mình ăn được bao nhiêu? Nhưng mà rốt cuộc rồi cái nợ, cái quả mình trả rất là nhiều. Cho nên trong ba nghiệp thân, miệng, ý thì cái khẩu nghiệp quan trọng lắm. Đại chúng thấy á, mình ăn tầm bậy á, là mình mang bệnh, mà mình nói tầm bậy là mình mang họa. Có nhiều khi á, người ta không nói, và tại sao? Có nhiều cách suy nghĩ. Một, có thể mình không đáng nên người ta phải trả lời. Thứ hai, người ta thấy mình thô tháo quá, hung dữ quá, có nói lại thì mình sẽ tiếp tục mình tìm khác chữ khác, mình chửi nặng hơn. Thôi người trí không có mắc chi, nói một hai câu tự nhiên mình đi nói một hai câu với người đó, nó đâu khe, nó chửi lại mình, cái tự nhiên ở đâu mình khơi lại cho nó chửi mình tiếp. Thôi người trí không có đi phân bua chuyện đó. Nhưng mà người mình là người trí, khi mình muốn nói việc gì với ai, mình phải nói như thật. Chuyện gì có mình nói có, chuyện gì không mình nói không. Phải không? Mình đừng có dựng chuyện để mình hãm hại người khác bằng cái ngôn ngữ của mình. Và thậm chí nếu mình có tức giận ai đó thì mình phải nhìn lại cái cách nói chuyện của mình. Nhiều khi mình là người lịch sự, người văn minh, người có học, những cái ngôn từ mình dùng khi mình giận, người ta cũng có thể hiểu được mình một phần nào. Cho nên người Phật tử, đã là Phật tử, mình đã quy y Tam Bảo, thì mình biết rằng trong cái giới thứ tư chúng ta cố gắng tập để làm gì? Để nó trang nghiêm cái đạo đức của mình qua cái ngôn từ thôi. Nếu mà mình, quý vị nhớ thời Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất cũng bị những người em của mình, tức là những người sư đệ của mình, vì tức giận, vì ganh tị đủ thứ mà chửi bới hai thầy, thì cuối cùng quả nghiệp các thầy đó đến. Tại vì trong thế gian này cái người phàm người thánh mình không biết. Cho nên cái người thánh mà mình xỉ vả họ thì mình lại càng mang tội, mặc dù họ không trách tội gì mình, nhưng mà cái nhân mình tạo xấu thì cái quả mình phải xấu. Vì vậy á, quý vị thấy nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, giữa vợ chồng, giữa anh em bạn bè, người ta còn cố gắng không chửi bới, không nói những lời thô, huống chi mình là đã là một Phật tử rồi. Mình lúc nào cũng mặc áo tràng, lần chuỗi tụng kinh niệm Phật, hay là đi dự khóa tu nghe pháp thoại, mà đúng chuyện một cái thì mình hung hăng mình lên, nói những cái lời người ta im lặng, ta chỉ nhìn thôi. Tại vì người trí người ta không có nói nhiều, người ta nhìn thôi, nhìn thấy cảm biết. Thì cuối cùng sao? Ta né. Trong bảy cái phương pháp gọi là diệt trừ phiền não đó, Đức Phật có dạy một cái phương pháp là né tránh. Né tránh không phải là sợ, gọi là sợ hãi, mà né tránh để làm gì? Không muốn phiền não, không muốn gây thêm những cái khó khăn. Mình có hai loại né tránh: né tránh sự việc, né tránh con người. Thí dụ mình biết cái việc đó, mình đến đó
mình gặp chuyện đó thì thế nào mình cũng phải bị nói, thì thôi né đi cho nó yên. Còn người đó đó, họ thô tháo, họ chưa được lành lặn, dễ thương, thôi né họ đi cho nó yên. Và có nhiều khi những câu chuyện nó được khởi lên, người tốt hơn nhất là mình biết rằng càng nói sẽ càng có chuyện gì, không giải quyết được với người vô lý. Cái người ta có lý lẽ ta biết lắng nghe, còn người không có lý lẽ thì bất chấp. Mà người mà bất chấp rồi thì mình nói gì nữa giờ. Thôi thì cứ để im lặng, chờ đợi người đó chuyển hóa. Chắc kiếp sau. Nhưng mà cũng được, ít nhất mình không có tiếp tục gây ân oán. Biết như vậy thì né. Phật dạy hay đó, thọ dụng. Né tránh nè, thọ dụng nè. Thọ dụng là gì? Mình phải thọ dụng cái gì để không gây khổ đau cho mình, bệnh tật cho mình. Sở dĩ bao nhiêu cái phiền não trong cuộc đời này, từ thân tới tâm, là cũng do chúng ta không biết thọ dụng. Cái gì đáng dùng, cái gì đáng thọ. Ví dụ, có nhiều khi người ta nói cái điều không hay, mình lại thọ một cách rất là chân thành. Ví dụ người ta chửi mình câu, trời ơi, rất là nghiêm túc để thọ trì, đem về tức giận hết năm này tới tháng kia. Còn lời hay tới lời lành, lời thiện sao không thọ trì? Thọ trì mấy cái đó thì mình khỏe hơn. Cũng giống như mình thọ trì cái gì mà nó ngon thì mình khỏe, mình thọ trì cái gì mà nó không có lành mạnh thì mình khổ đau. Nhưng mà nhìn kỹ lại cái cách sống chúng ta thì chúng ta quả thật là dại quá. Cái gì cũng hay là cứ thọ một cách rất nghiêm túc ha. Rồi trì nó chứ ôn. Gặp ai cũng ôn hết, giống như tụng kinh vậy đó. Gặp một người tụng một người, gặp hai người tụng hai người. Cái đó là tụng chứ gì nữa. Tại vì chứ tụng nghĩa là mình lặp đi lặp lại. Mà cái gì mình tức, mình gặp một người, mình nói hai người, là mình lặp lại đó. Lặp đi lặp lại cái thành một cái riết rồi cái câu chuyện đó. Chỉ cần bấm nút cái thôi. Ô, chị hai, chị ba đó hả? Tôi mới biết chuyện này nè. Cuối cùng cả thế giới, cả làng, cả xóm biết. Do cái suy nghĩ của mình. Cho nên cái câu thứ 125 mà hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bay. Mình chỉ nhọc sức thôi, mình đưa mình phun nước bọt trên trời mà làm gì tới trời đó. Cho nên ngày xưa cũng có câu ở trong, hình như câu này trong Minh Tâm Bảo Giám đó: ngậm máu phun người dơ miệng mình. Đó là cái câu tiếng Việt là dịch ra. Nhưng mà cái câu chữ âm Hán là hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Hàm huyết tức là ngậm máu, huyết là mà hàm huyết phúng nhơn, phúng là mình phun ra. Hàm huyết phúng nhơn, ngậm máu phun người, tiên ô tự khẩu là trước mình dơ cái miệng của mình. Cho nên một cái lời nói độc ác mình nói ra đó, người khác người ta nghe là người thứ hai thôi. À, người ta nhiễm là người ta là F2, còn mình là F1. Mình nhiễm trước, mình nhiễm rồi mình mới phun ra cho người ta. Cho mình là người nhiễm trước. Cho nên khi mình khởi cái lời nói ác, từ trong tâm ác nó đi ra. Cho nên cái tâm mình nó nhiễm ô rồi, nó mới ra tới lời nói. Tâm mình nó nhiễm ô, nó mới ra tới hành động. Cho nên cẩn thận cái đó, để mình đỡ đi cái tội nghiệp cho mình. Bây giờ mình khỏe đó, mình nói gì cũng hay lắm. Tới cái lúc mà mình già bệnh, mình nằm ở trên giường, mình rên rỉ do cái nghiệp của mình tạo đó, chừng đó mới khủng khiếp. Nhưng mà lúc mình bình thường, mình khỏe, mình không thấy đâu. Thậm chí mình nói trên đời này tôi không cần ai hết. Hoặc là mình tức là mình nói tôi chửi đã cũng được nữa, đọa địa ngục cũng được nữa. Hay là tôi chết tức khắc cũng được nữa. Mình nói những cái lời nghe nó mạnh dạn lắm. Tại vì cái lúc mà mình giận tức lên, mình tạo nhân mình đâu thấy. Nhưng mà mình có từng thấy ai nằm trên giường mà rên rỉ muốn chết không được không? Muốn chết không được không? Muốn sống cũng không xong không? Mình có thấy cái cảnh đó rồi thì mình mới sợ. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nhắc mình: nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Một sáng nào mình nằm bệnh trên giường, nhất triêu ngọa tật tại sàng, các cái khổ nó quanh nhau, nó làm các cái bệnh nó quanh nhau, nó làm khổ mình. Chừng đó mình mới tỉnh thức, hiểu tịch tư thổn
lắng lại mình, nhìn lại, suy nghĩ lại cái chỗ đó. Khó chịu quá, khổ đau quá. Cái tâm lý mình, tâm lý mình nó bàng hoàng, nó sửng sốt, nó sợ hãi vô cùng. Bây giờ đường trước biết đi đâu, tiền lộ mang mang. Đường trước biết đi đâu, chết thì tới nơi rồi. Mà hình như ánh sáng thiện lành không thấy, toàn là những ánh sáng của nóng bức, nó hấp thụ mình. Cho nên hàng ngày mình, tại sao cái người tu mình phải tập sống trong ánh sáng? Tại vì quý vị thấy không, ma thích bóng tối. Cho nên người ta hay quan niệm ma xuất hiện ban đêm không à, phải không? Tại vì cái gì? Cái tà, cái xấu luôn luôn nó ở trong tối đen. Còn cái thiện lành nó là ở ánh sáng. Cho nên mình để khăn tang trắng. Tại sao ông để khăn tang đen? Để khăn tang trắng là tượng trưng cho thanh bạch, trong sạch. Người Tây Phương phải không? Đám cưới mặc đồ trắng, cắm hoa trắng, đèn cầy trắng. Vậy thì cái trắng cũng đừng có sợ, màu trắng là màu tan, tại mình cho nó là màu tan thôi. Chứ còn cái nghĩa màu trắng là dùng để tượng trưng cho trong sạch. Ngay thời Đức Phật, các đệ tử của Phật mặc màu trắng không nha. Thí dụ như bây giờ nếu mà mình vẫn giữ cái truyền thống của Ấn Độ là tất cả quý vị đi chùa phải mặc đồ trắng hết. Mình mặc đồ gì cũng cần biết, nhưng mà phải đem cái áo trắng theo. Tới chùa cái là mặc áo trắng hết. Tại vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch, là tinh khiết. Là nhắc nhở mỗi người Phật tử, mình phải sống tinh khiết ở thân, ở miệng, ở ý của mình. Đó. Con người mình tạo tất cả mọi lỗi lầm, nghiệp khổ đều do ba nghiệp mà ra. Thân, miệng, ý. Thân thì có ba việc: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có bốn lỗi: nói dốc, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói lưỡi hai chiều, đâm thọc cho người ta gây gỗ mít lòng. Nói lời thô ác là chửi rủa mắng nhiếc. Giận một cái lên là thôi, chữ nghĩa gì trên đời này mình gom mình chửi hết. Ông bà tổ tiên người ta lôi ra. Khiếp vậy đó. Vậy mà lúc mình cầu siêu là không thiếu ai hết trơn nha. Tổ tiên ông bà gì cũng cầu đủ hết rồi. Mà giận lên thì tổ tiên ông bà gì cũng lôi mình chửi hết rồi. Rồi cái cuối cùng là gì? Những lời vô ích, những lời mà nó không có giá trị, nó không có mang lại cái gì hạnh phúc, an lạc, lợi ích cho ai hết. Đó là bốn điều của miệng. Hoặc là dụ dỗ người khác. Còn ba nghiệp của ý, đó là tham, là sân, là si. Thì tổng chung lại là 10 nghiệp. 10 nghiệp bất thiện, mình tu là mình phải chuyển 10 cái xấu đó thành ra 10 cái tốt. Thế là đại chúng cứ nhớ, Pháp Hòa cứ nhắc hoài cái chữ tu đó. Tu là mình chuyển đổi. Mình chuyển đổi từ một cái dở nó ra cái hay, từ một lời xấu ác ra cái lời hiền lành, từ một cái lời dựng chuyện nói dối thì phải là nói lời chân. Chỉ vậy thôi là mình tu rồi đó. Mà đạo Phật rất cần tín đồ như vậy. Đạo Phật rất cần những tín đồ biết chuyển hóa, biết tu tập. Thế gian này rất cần những con người như vậy. Đạo tràng rất cần những thiện hữu tri thức như vậy. Tới đạo tràng là mình nói năng cái gì cho nó phù hợp với lẽ phải, và không có cái những cái lời chia phe, chia nhánh. Mình tu tập, mình kêu là tăng là gì? Là một đoàn thể. Tăng là một đoàn thể. Mà đoàn thể này là đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp. Ngày nào cũng tụng tự quy y tăng, tháng nào cũng tụng con về nương tựa tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Ai thức thức đi tôi ngủ à. Ai tỉnh tỉnh đi tôi vẫn mê. Vậy sao được? Thật ra mình nói thì ngôn từ nó rất hay, nhưng mình phải thể hiện được như vậy thì mình mới xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên quý vị nhớ, nhiều khi nhà mình có bàn thờ Phật, nhưng phải nghiêm lại, mình là thuộc nhân thờ Phật hay thiên thờ Phật hay đệ tử Phật thờ Phật. Ai cũng có bàn thờ Phật đó, nhưng mà phải nhìn lại mình là cái gì thờ Phật. Nếu đệ tử Phật mà thờ Phật thì phải hành, phải sống như lời Phật. Ít không được nhiều cũng phải được ít mới kêu là đệ tử thờ Phật. Còn không thì như người thờ Phật thôi. Có nhiều người ta thấy
ai treo cái bức tranh họ cũng đi mua về họ treo mà chả biết cái giá trị, cái ý nghĩa gì của bức tranh đó, có không? Thiếu gì? Nhiều khi mình thấy người ta treo mình cũng treo vậy đó, nhưng mà đâu biết nghĩa gì trong đó đâu. Thì đó giống như vậy đó, thấy người ta có bàn thờ mình cũng kiếm cái bàn thờ mình để vậy đó, thấy người ta cúng mình cũng cúng vậy, không biết mình làm gì vậy. Cái đó là nhân thờ Phật, người thờ Phật thôi. Cũng giống như là mình thích thấy người ta trang trí mình trang trí vậy, mà không biết mình đang làm gì, mà nguy hiểm cũng được, nhưng mà mình không có được cái lợi ích. Mình làm gì mình phải được cái lợi ích trong cái việc của mình làm, mà lợi ích đây là lợi ích cho mình, cho người. Thí dụ như mình thắp một cái hương, nhưng mà bây giờ trong nhà mình nhiều người bệnh dị ứng hương quá, đừng thắp. Không có tội lỗi gì chuyện đó hết trơn á. Mình vì mình thắp một cái hương mà bao nhiêu người trong nhà mình bệnh người ta dị ứng, thì mình nói tại vì tôi Phật tử tôi phải thắp nhang. Không cần nữa đâu. Mình có thể cúng đèn, cúng bông, cúng trái, cúng Phật có 5 cách cúng. Cúng bông được nè, cúng đèn nè, cúng nước nè, cúng hương nè. Thì bây giờ bớt món đi, 5 món bớt món, tại vì mình bệnh, cái mùi hương nó làm mình dị ứng, không có sao hết. Nhưng vì một mình mà thắp cây hương mà cả nhà mình bệnh, cái đó cũng phải suy nghĩ lại. Phải suy nghĩ lại, mình tu tập như thế nào, mình có hạnh phúc mà người xung quanh mình có hạnh phúc là mình thành công. Mình nói một cái điều gì mà thỏa mãn cái cơn giận mình, cái cơn ganh tị của mình, nhưng mình bất chấp tổn hại. Ngày hôm qua có vị gọi Pháp Hòa, nói giờ ghét cái người kia, muốn hại người đó thế này thế kia. Pháp Hòa mới nói chú, Pháp Hòa ví dụ bây giờ chú ghét cái người đó, chú thấy họ đang đứng đổ xăng á, chú cầm sẵn cái bật lửa chú bật lên nổ cho nó chết cho rồi đi, nhưng mà cuối cùng ai chết chung vô? Đâu phải cái ông đứng đổ xăng cũng chết đâu, cả mấy chục người xung quanh đó người ta cũng nổ, người ta chết theo. Cho nên trong cuộc đời này cũng vậy, mình nói cái gì, mình làm cái gì phải nghĩ tới cái chung, phải nghĩ tới cái chung. Mình làm một cá nhân đó như vậy, mình nói một cá nhân đó như vậy, nhưng mà cái tập thể nó làm sao đây? Còn cái chuyện nếu mình nói chân lý của nhân quả, người nào làm nhân thì người đó sẽ chịu quả. Nhưng mà chính bản thân mình cố gắng đừng tạo cái nhân xấu thì được. Như vậy đó, Đức Phật gọi là gì biết không? Đức Phật gọi người đệ tử đó là người đệ tử biết làm chủ nhân quả. Chữ làm chủ này là gì? Mình có thể control, mình có thể manage, mình có thể prevent, tức là mình có thể dừng cái đó, mình có thể mà điều hành, điều khiển được nó. Thí dụ mình sắp sửa nói, nghĩ tới cái chung, nghĩ tới cái lợi ích chung. Hoặc là nhiều khi cái bác đó bác làm mình tức lắm, chửi bác một câu, nhưng thôi nghĩ lại, người đó đáng tuổi cha mẹ mình, mình nói như vậy cái bác đó có lỗi không chưa biết ha. Nhưng mà cho dù có lỗi đi nữa, thôi mình giữ đạo người nhỏ đi, đừng có hỗn với người lớn. Thì mình thủ đạo, mình thủ cái đạo của mình. Cho nên hồi nhỏ và đọc cái bài Kinh Sám Hối và thích cái câu đó lắm: mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trên đời này thiếu những người, thiếu gì những người mà bon chen lu sù bù. Nhưng thôi, không lẽ người ta làm vậy mình vậy sao? Không lẽ người ta đi chơi mình phải đi chơi mới gọi là hòa đồng sao? Mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy tấm thân, sau giúp quyến thuộc xa gần. Mình làm gì cũng cần biết, nhưng mình nghĩ mình làm được cái điều đó là mình đã tự độ được mình. Mình tự chủ được, mình dưng được cái nhân để mình không gánh cái quả, gọi là làm chủ nhân quả. Tôi muốn đánh nó một cây cho đã cái cơn giận của tôi, nhưng mà đánh xong rồi đâu phải dừng đó đâu. Bao nhiêu cái tác hại nó sẽ lan diễn, chừng đó mình hối hận vô cùng. Phải nãy tôi nhịn nó ăn cay thì giờ đâu có tác hại nhiều thứ. Cuộc đời này nhiều lắm. Đó, quý vị thấy không? Thí dụ mình lỡ mình ghiền cờ bạc này, người ta cho mình mượn tiền đi chơi, người ta nói anh em không mà cần chi tính. Đi gỡ lại đi rồi trả tôi, sức mấy gỡ nổi. Cái chỗ đó là cái chỗ mình nạp chứ không có gỡ. Còn nếu mà nó có cho mình gỡ là nó dụ mình thôi. Cho nên rốt cuộc mình càng ngày càng lậm, càng lúng vô. Mà khi mình đã lúng sâu vô rồi thì không thoát ra được. Mình nhịn được một cái thì
cái họa nó đỡ về sau. Cho nên trong cái bài mà người ta hay viết để nhắc mình như nào: nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ khỏi buồn rầu. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu sẽ hài hòa. Tại vợ chồng không gây gổ thì con cháu nó yên lắm. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu đều hạnh phúc. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ được vui vẻ. Thì bây giờ ăn thua, mình nhiều khi mình chỉ một cái chút nhịn đó thôi mà bao nhiêu cái thứ khác nó được rất là an ổn. Cho nên người ta nhắc mình: có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Mình nhẫn để mình thể hiện cái tình thương của mình thôi. Thí dụ như giờ mẹ nè, mẹ mình đó thì hay lo cho mình rồi nói tới nói lui, nhiều khi nói những điều không đúng, nhưng mà chẳng phải là lo thôi. Không lẽ bây giờ mình đi gây lộn với mẹ mỗi ngày do những cái việc mẹ nói sao? Thôi nghĩ đi, người già lớn tuổi sanh tật. Chịu nhịn chút kìa. Nhiều khi mình nói đã đời cái bắt đầu đi tìm thầy hỏi: thầy thầy con nói vậy có phạm tội bất hiếu không? Giờ nói thì sao? Cho nên mình nhịn được một cái tức, mình nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Cho nên á, chúng ta là thường là cái người hay rơi vào cái chuyện là cái quả nó tới thì sợ, mà cái nhân khi làm là chẳng ngán. Vì vậy cho nên đại chúng cứ nhớ trong kinh các tổ nhắc mình câu để bỏ túi cuối năm, sắp sửa hết năm rồi, buông xả ha, đồng thời chuẩn bị cho mình tinh thần cho năm tới là mình tu làm sao cho ngon lành lên chút. Sống sao cho ngon lành lên chút. Cái câu các ngài dạy mình là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Các bậc Bồ Tát đó, người ta sợ cái nhân tạo lắm, người ta không dám làm. Tại vì sao ta không dám làm? Tại người ta sợ hưởng cái quả, cho nên ngay cái nhân mà ta dừng rồi. Còn ngược lại chúng sanh mình thì sao? Lúc tạo nhân thì chẳng ngán, lúc quả đến thì chạy làng. Cho Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh chỉ sợ cái quả thôi, lúc tạo nhân không có sợ đâu. Còn các vị mà ta có tuệ giác hơn, người ta thấy cái nhân mà ta thấy liền cái quả rồi, thôi thôi đừng có rớ vô, cái này là cái quả xấu đó, người ta tránh liền. Còn mình á, tình cảm lúc nào nó cũng đi hơn lý trí hết. Lý trí thì nó biết nhưng mà làm được. Vì vậy mà các ngài mới nói: nếu mà con chó mà nó có Phật tánh thì tại sao nó chui vô bộ lông? Nếu mà nó có Phật tánh thì mọi người đều có trí giác giống nhau, thì tại sao nó không lựa cái thân tướng nào đẹp mà nó lại chui vô cái bộ lông như vậy? Có một vị hỏi một vị thiền, một vị tổ như vậy. Nếu mà xác định tất cả con người, con vật đều có trí tuệ, sáng suốt Phật tánh, thì tại sao con chó nó lại đi vào một cái bộ lông, nó chọn cái bộ lông như vậy? Thì vị tổ mới trả lời: vì nghiệp thức che đậy. Trăng không bao giờ mờ, mặt trời không bao giờ mờ, không bao giờ tắt sáng gì hết. Mặt trời vẫn sáng, mặt trăng vẫn sáng. Nhưng cái gì che? Cái gì che mặt trăng? Cái gì che mặt trời? Thì cái mà che mặt trời, che mặt trăng là mây. Mà mây là tượng trưng cho nghiệp. Tất cả chúng ta đều có trí tuệ hết, nhưng mà sở dĩ chúng ta không có tỏ sáng là tại vì cái nghiệp nó che. Cái nghiệp là gì? Là phiền não đó. Ví dụ như mình bình thường mình dễ thương lắm, mà giận lên cái đó, tại sao mình dễ ớn vậy? Tại vì lúc giận lên một cái rồi là thôi, bao nhiêu cái nghiệp mà giận hờn chữ nghĩa đó, tầm bậy tầm bạ đó, nó lan tỏa ra hết, là bắt đầu nó che rồi. Nó che cái trí tuệ, nó che cái sáng suốt của mình rồi, chứ có gì đâu. Cho nên vị tổ trả lời rất đơn giản: vì nghiệp thức che đậy. Và các vị mà bây giờ người ta đang gặp cái quả người ta phải trả đó, người ta không buồn, không trách ai hết. Tại vì người ta biết, hồi trước không biết người ta trách: tại sao tôi sống tốt mà tôi toàn gặp cái xấu? Nhưng mà khi mà người ta hiểu ra rồi thì nhân quả cũng ba đời. Và người ta hiểu ra rồi đó, tất cả mọi thứ không có cái gì tự nhiên nó đến, nó đều có cái nguyên nhân của nó cả.
Thì hôm nay chúng ta học một câu thứ 125 trong Kinh Pháp Cú: đem ác ý xâm phạm đến người không tà vại thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngược gió tung bụi. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, kẻ ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Bạch Thầy, chúng con muốn nghe bài giảng Mông Sơn thí thực của Thầy nhưng không biết tựa đề. Quý vị nào muốn nghe cái bài Pháp Hòa giải thích về Mông Sơn thí thực thì quý vị tìm cái bài gọi là Thuyền ra biển khổ. Thuyền ra biển khổ thì cái bài này là Pháp Hòa giải thích về cái nghi thức cúng Mông Sơn thí thực. Bên cạnh đó, sẵn thì Pháp Hòa cũng nói luôn, nếu quý vị muốn biết ý nghĩa thời Công Phu Sáng, Lăng Nghiêm, mà tựa Lăng Nghiêm rồi cho đến Thập Chú rồi đó, thì quý vị đi tìm cái bài gọi là Sen Nở Ban Mai, thì quý vị sẽ, Pháp Hòa sẽ có chia sẻ tổng quát về cái ý nghĩa và giải thích cái thời Công Phu Sáng. Bạch Thầy, cho con hỏi, ngày xưa Đức Phật thuyết pháp có hàng vô số hàng nghìn người nghe, vậy với khoảng không rộng lớn vậy thì sao có thể nghe thấy tiếng Đức Phật thuyết pháp? Câu hỏi rất thực tế ha. Đức Phật ngày xưa không có microphone, làm sao mà số lượng hàng ngàn người mà có thể nghe được? Thưa đại chúng, trên cái phương diện thực tế thì cái cách theo Pháp Hòa được biết á, là Đức Phật nói xong rồi các vị ở phía sau lặp lại, rồi cứ như thế mà truyền để cho có thể nghe được tất cả. Đó là mình nói theo cái tính cách là thiết thực. Còn nếu như mình nói cái mặt mà gọi là tâm linh một chút thì quý vị nhớ là ngày xưa các vị đến dự pháp hội đó, cái tâm của các vị á, đến dự pháp hội đó thuần lắm. Và các vị ngồi rất yên, không có giống mình bây giờ đâu. Mình bây giờ là điện thoại reo, rồi suy nghĩ, rồi đó là chưa nói khiều người kế bên nói chuyện, đó là chưa nói lục bóp ăn kẹo, mở nước uống. Thành thử ra mình khó sự, có sự chú tâm. Vì cái sự làm ồn đó cho nên cái tiếng ồn của mình đó, nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái lời nói bình thường. Ví dụ như trừ trường hợp ai cầm microphone mà thỉnh thoảng cái microphone mà còn bị interrupt, bị quấy rối bởi những cái tiếng điện thoại, bởi những cái gì khác. Mà ngày xưa nếu mà nói về cái năng lực mà nói pháp của Phật á, là Đức Phật nói pháp bằng cái gì? Bằng cái pháp âm của Ngài, bằng cái sư tử, gọi là sư tử hống, tức là cái tiếng của Ngài có khả năng vang xa và làm cho đại chúng nghe mà trấn tĩnh. Còn bây giờ là mình, một là mình nghe vừa ngủ nè, vừa nghe vừa mở nước uống nè, rồi ho nè, rồi mở kẹo nè, rồi bấm text nè, mình làm đủ thứ hết. Thành thử ra bây giờ là người ta kêu gọi hà rầm, xin đại chúng nhớ tắt cell phone. Vậy mà thế nào trong buổi giảng cũng còn lai rai tiếng điện thoại reo dài cho tới hết buổi giảng. Là cái chuyện đó, ngày xưa là các vị giữ cái sự thanh tịnh rất chuẩn mực. Và thứ hai nữa là cái âm thanh của Đức Phật nó có khả năng vang xa, và đồng thời các vị tiếp nhận lời Phật. Còn nói mà cho thực tế nữa thì các vị đều truyền với nhau. Bởi vậy cho nên quý vị thấy không, nhất là trong Kinh Nguyên Thủy, một cái đoạn đó thôi mà lặp đi lặp lại, cái hai vị đó ở ngoài sân đối đáp cái gì, xong cái nói thôi bây giờ mình không biết, thôi lên gặp Đức Thế Tôn. Vô gặp Đức Thế Tôn cái là hai người lặp y hệt cái lời hồi nãy lại. Rồi xong cái Phật mới nói, ồ vậy là tôi cần phải kiếm người thứ ba tới cái cục ấp y vậy. Cho nên sau này các thầy mà dịch những cái bản Kinh Nguyên Thủy, các thầy hay nói, lúc bấy giờ tôn giả đó đến gặp Phật, sau khi đảnh lễ Đức Phật, rồi tôn giả ngồi một bên,
rồi cái chấm 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 lặp lại y như trên. Tại vì nếu mà các ngài cứ dịch rồi làm như vậy, thứ nhất là nó mất cái thời gian mình đọc và tốn giấy, cho sau này các vị khi dịch thì người ta cũng lược bớt những cái phần đó. Nhưng mà ở đây là mình nói cái tính cách gần gũi là ngày xưa đã không có microphone, mà các vị nói một nhóm này nghe rồi cái nhóm kia nghe. Và chính vì không có băng thâu, chính vì không có giấy viết, cho nên mỗi người sẽ nhớ mỗi cách. Cho nên ngày xưa là phải có những cái buổi hội lại, rồi ôn đọc lại những gì Phật giảng. Rồi ví dụ như thỉnh thầy A lên nói, thầy A nói xong thầy A xuống thì thầy B lên. Thầy B mới nói con xin bổ túc cái lời nói đó, cái lời trùng tuyên đó của thầy kia. Thầy kia nói là đúng hết cái phần đầu nhưng có thiếu một khoảng này. Cứ như thế mà lặp lại, gọi là gì? Gọi là truyền khẩu. Ngày xưa là truyền khẩu. Vì vậy mà ở trong kinh nói đó, khi mà ngài Đức Phật mất rồi đó, thì có một số tỳ kheo mà chuyên môn quậy phá, nghe Đức Phật mất mừng lắm. Bây giờ ông cụ mất rồi thì đâu còn ai kèm kẹp mình nữa, cho nên phải mừng chứ tại sao buồn, tại sao phải khổ. Thì ngài Ca Diếp ngài nghe được cái lời nói đó, là một vị đệ tử lớn mà, một vị trưởng lão, một vị đại sư huynh mà, ngài nghe được cái điều đó, cho nên ngài mới thấy rằng cái nguy cơ mà lời dạy của Phật sẽ bị mai một, và nguy cơ là tăng đoàn sẽ bị ảnh hưởng bởi những vị này nếu mà không có sự trấn chỉnh. Cho nên ngài lập tức sau 100 ngày Đức Phật Niết Bàn là ngài lập tức triệu tập một cái đại hội kết tập, tức là trùng tuyên lời Phật ở tại một cái hang động ở gần núi Linh Thú với 500 người tham dự. Và lúc đó ngài Ubali được mời lên tụng một cái bài luật đó, tụng 80 lần. Cho nên sau này cái bài luật đó được gọi là Bát Thập Tụng, tức là tụng 80 lần cái bản luật đó do ngài Ubali. Còn ngài A Nan là người được mời lên để mà nói kinh. Nhưng mà lý do là ngài A Nan chưa được vô liền là vì ngài chưa chứng thánh. Đến khi nào ngài chứng thánh rồi thì ngài mới được vào. Ở đây nó có hai cái ý. Một là phải để cho ngài A Nan thật sự phải tu tập. Vì ngài A Nan xưa giờ đã sống bằng một cái tâm ỷ lại. Cho nên ngài, nếu mà bây giờ Đức ngài Ca Diếp không thừa cơ hội này mà đổ ngã nan á, thì coi như là lọt sổ ngài thì tội ngài, phải không? Một vị thị giả thân cận với Phật mà bây giờ tất cả các vị khác người ta chứng thánh hết mà riêng của ngã nan. Và cái thứ hai nữa, mà nếu mà ngã nan mà không bước vào trong cái đại hội kết tập này thì những cái lời Phật nói có lẽ là không có ai nhớ như ngài. Vì vậy cho nên nhất cử lưỡng tiện. Một lần mà như vậy mà nó lợi cả đôi bên, đại chúng cũng lợi lạc, mà ngài A Nan cũng được lợi lạc do ngài Ca Diếp đưa vào cái sức ép đó. Câu hỏi kế là cho con hỏi là con từng được một vị sư thầy cho câu niệm Phật hàng ngày khi sám hối và tối trước khi ngủ là niệm Nam Mô Đạo Sư Chân Tánh Nguyên Hương. Nhưng con tìm trên mạng thì rất ít thông tin về vị sư chân tánh Nguyên Hương này. Nhờ thầy cho thêm thông tin được không ạ? Thưa vị Phật tử nào hỏi câu này đó, thì thứ nhất á, là Pháp Hòa không có biết vị này là ai, mà chắc chắn rằng vị này không phải là một vị sư hay là một vị tôn túc gì ở trong Phật giáo. Bởi vì sao? Bởi vì nếu một người mà thật sự là một người trong Phật giáo và đệ tử Phật thì không bao giờ xưng mình là thánh, là những cái bậc gì mà đặc biệt mà để cho đệ tử phải niệm mình trước khi đi ngủ cả. Vì vậy cho nên nếu ai muốn niệm vị này thì cái niệm đó là nếu mình có một cái niềm tin vào vị này. Ở đây á, là Pháp Hòa chỉ muốn xác định vị này không phải thuần túy của Phật giáo. Thì quý vị ai mà mình muốn theo thuần túy Phật giáo thì mình không nên.
Còn nếu như ai mà tin vị này và đi theo cái giáo phái của vị này thì cái đó tùy, cái đó là cái quyền của mình. Còn Pháp Hòa chỉ có bổn phận xác định vị này không nằm trong Phật giáo. Vì một người đệ tử Phật thì không có cho ai niệm mình gì cả. Ngay cả những bậc hòa thượng tôn túc của mình, các ngài còn chưa bao giờ dạy chúng ta phải niệm danh hiệu gì của các ngài cả. Còn cái tâm của chúng ta hướng về các ngài như một hình ảnh, như một biểu tượng, như một cái mô phạm để chúng ta noi gương tu tập, nghe lời chỉ dẫn của quý ngài thì có, chứ còn không có cái khác hơn. Thành thử ra Pháp Hòa chỉ có thể nói như vậy thôi. Không phải riêng vị này mà tất cả những vị khác, nếu mà các vị đó không phải nằm trong Phật giáo, thì nếu mình đã nhận mình là một Phật tử, mình muốn tu tập theo Phật giáo, thì Pháp Hòa chỉ sẽ giới thiệu quý vị tu theo Phật giáo. Còn xa hơn nữa thì Pháp Hòa không dám, vì cái này nó ngoài cái phạm vi của mình. Ngày hôm qua mình cũng có nói không, bất tại kỳ chính, bất mưu kỳ chính. Mình không phải ở trong phạm vi này thì không nói về cái phạm vi này. Câu hỏi kế: trước hết cho con chúc sức khỏe thầy. Mấy ngày nay trong tâm con có một thắc mắc. Giống như con với mấy người bạn con sống chung, nấu ăn thường ngày con tự nấu ăn chung, đi chợ con cũng đi, xong về con cũng nấu. Nhưng mấy mùa dịch này con cũng làm như vậy, con cũng nấu ăn chung, và thậm chí con còn xuất tiền ra đi chợ trước, ai có tiền thì trả lại con. Nhưng có một người bạn không trả lại tiền đi chợ cho con. Con không trách nhưng con buồn, vì người bạn đó có tiền đi đánh bài, đi ăn nhậu, vậy mà không có tiền trả lại cho con, nên con tức và con không nấu ăn cho bạn đó nữa. Và thưa thầy, hành động của con như vậy có gọi là ích kỷ không? Xin thầy cho con biết, nếu hành động đó là ích kỷ thì con sẽ bỏ ngay hành động đó. Cảm ơn vị Phật tử này rất là thành thật. Dạ thưa, thì thật sự ra thì cũng không phải là ích kỷ. Thì trong cuộc sống thì mình có đôi lúc mình có những cái bất đồng. Khi mình thấy nó có một cái gì đó không có công bằng trong cuộc sống, thà là người bạn đó không có tiền đi, rồi người bạn đó mình đi chợ mình nấu ăn cho bạn đó mình không buồn, đằng này bạn đó có tiền mà không có chi mà lại bắt mình như vậy. Thì trước khi mình làm như vậy đó thì sao mình không có rõ ràng đi, mình đi chợ về thì đã là sống chung chia tiền mà, thì mình cứ rõ ràng, bạn kỳ này đi chợ 100 thì mỗi người mình 20, 30 chi đó, thì bạn đó gửi vô cho mình. Tức là mình khoan trách, vì mình có thể là mình chưa có nói vấn đề tiền bạc cho nó rõ ràng, thì người kia nghĩ là mình khoản đãi, hoặc là người kia lờ, được nhiêu thì lờ. Còn nếu như mà mình, hay là bình thường, lúc bình thường bạn này vẫn đi chơi, vẫn bình thường, không có nạn dịch gì hết, mình vẫn nấu ăn cho mọi người, mình không có vấn đề gì khó khăn, mà bây giờ thì mình lại có khó khăn là tại vì mình bất đồng. Trong khi đó mọi người cũng nghỉ làm, ai cũng không có đi làm, mà tại sao lại như vậy? Cho nên để trước khi mình xác định mình có phải ích kỷ hay không, hay là mình có những cái đối xử nó kỳ cục hơn, chẳng hạn như là không thèm nấu nữa, vân vân, thì mình nên một lần sòng phẳng. Còn nếu như người bạn kia vẫn không, thì chừng đó mình có cách giải quyết nào đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh sống của mình. Ích kỷ là khi nào mình có khả năng, người kia không có, mà mình ganh tị, mình không có nấu hay mình không có giúp, thì cái đó cũng có thể có một phần. Còn ở đằng này là mọi việc nó rất là rõ ràng, người đó cũng có khả năng, nhưng có lẽ là mình chưa sòng phẳng, cho nên rồi mình lại đem cái phiền về cho mình. Thì sống chung thì cũng không phải là vấn đề tiền bạc không, mà ngay cả trong vấn đề mình chia sớt với nhau, trong vấn đề dọn dẹp nhà cửa hay vân vân, để mọi người không có phiền. Cái gì cũng vậy hết. Vợ chồng mà đôi khi vợ làm hoài mà chồng không làm gì, mà nếu người vợ mà chưa có nhịn nhục đủ là có thể cũng phiền hà đó.
tại sao tôi làm quá trời mà anh không làm gì hết, huống chi mình chỉ là những người bạn sống chung. Cái đó chỉ là những cái bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy một cái gì nó không có được công bằng thì chúng tự nhiên nội tâm của chúng ta, cái nội kết mình nó phải nổi lên, và chúng ta thường có thái độ và có lời nói. Còn nếu mà mình khoan, hãy có những lời nói, những thái độ gắt gỏng hay là thẳng thắn, và chúng ta nên có những cái giải quyết cho nó rõ ràng để không có làm phiền mình. Có nhiều khi mình không làm thì người ta nói tại sao đi chợ về không nói rõ tiền bạc, thì người ta trách ngược lại mình. Cho nên mình nên rõ ràng trước khi mình có những cái thái độ khác. Con ở Contra Costa County, 51 tuổi, chưa quy y Phật bao giờ. Con mới nghe thầy giảng trên YouTube và online trên Facebook. Con hiểu và thích nghe. Con ăn chay trường được 2 năm, thỉnh thoảng cũng có một vài ngày ăn mặn. Con xin thầy duy trì lịch giảng hiện tại trên online sau khi hết dịch để con được tự học. Kính bạch thầy, gửi đường link kinh sách tụng hàng ngày. Con muốn quy y Phật, Pháp Tăng thì con phải làm gì, học gì? Kính xin thầy chỉ. Thưa thì nếu như mình muốn trở thành một Phật tử, dĩ nhiên là cái bước đầu tiên nhất cho một người Phật tử là chúng ta cần phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Cô có thể lên mạng search tìm Tam Quy Ngũ Giới để mình đọc qua cho biết. Rồi nếu ở gần nơi mình có những ngôi chùa nào, có những vị thầy nào mà mình có cái sự cảm mến, có sự tu hành, thì chúng ta xin vào đó để nương tựa Tam Bảo. Còn những cái bài học căn bản thì dĩ nhiên là Phật tử sau khi mình thọ giới quy y rồi, thì ở trên phương diện thực tập thì chúng ta tập ăn chay, tập tụng kinh niệm Phật hay là ngồi thiền. Còn những bộ sách mà chúng ta đọc, đó là bộ Phật Học Phổ Thông hay là Bước Đầu Học Phật hay là Trái Tim Của Bụt, vân vân. Quý vị có thể đọc cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Bởi vì cái quyển này vừa nói lên cuộc đời của Đức Phật và những bài thuyết pháp căn bản nhất, những bài giáo lý căn bản, những cái tinh yếu về Đạo Phật nó đều nằm ở trong cái quyển Đường Xưa Mây Trắng hết. Cho nên cái quyển Đường Xưa Mây Trắng sư ông viết có một cái sự nghiên cứu giữa kinh điển Bắc truyền và Nam truyền rất là sâu sắc, phối hợp để tạo thành một cái quyển Đường Xưa Mây Trắng rất hay. Cho nên đại chúng ai chưa đọc nên đọc cái bộ đó. Và bây giờ người ta cũng đã để trên mạng rồi, quý vị có thể nghe cái bộ đó cũng được. Ngay cả bộ Phật Học Phổ Thông cũng đã đọc sẵn trên mạng rồi, quý vị nên tìm nghe. Ngoài ra Hòa Thượng Thanh Từ có một quyển là Bước Đầu Học Phật hay là Chìa Khóa Học Phật, quý vị cũng có thể đọc quyển đó. Hay là quý vị có thể đọc quyển Phật Pháp Khái Luận. Những quyển đó rất hay, vì những quyển đó là những cái đề tài rất căn bản cho người Phật tử khi mới bắt đầu vào đạo. Ví dụ như là thế nào là đạo Phật, tại sao phải ăn chay, tại sao phải niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thờ Phật, lạy Phật, đi chùa, sám hối, vân vân. Ngay cả đạo lý nhân quả, duyên sinh, tất cả những giáo lý đó nó đều nằm ở trong những bộ đó. Tuy nói là giáo lý căn bản nhưng có thể nói là thật sự rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta muốn hiểu đạo Phật, muốn học Phật Pháp mà chúng ta chưa hiểu được những cái đạo lý căn bản đó thì chúng ta rất khó mà đi vào những cái bài giảng khác. Vì đó là cái nền tảng căn bản rất cần thiết của một người Phật tử. Cho nên Pháp Hòa cũng khuyên khích đại chúng, ai chưa đọc những quyển đó thì nên tìm đọc. Và những quyển này theo Pháp Hòa được biết là đều đã được đọc thành những cái audio ở trên YouTube, quý vị có thể tìm nghe. Mô Phật, cho con hỏi Phật tử tại gia có nên cúng cô hồn vào ngày 14 không ạ? Hình như ở đây nó cũng có một câu tương tự như vậy đó. Tại gia có nên cúng cô hồn vào rằm cuối tháng? Dạ thưa, cái vấn đề nên không nên thì không sao. Có vấn đề là chúng ta có thể giữ cúng được như vậy thường xuyên hay không. Thì ông bà chúng ta thường hay nói là thờ phượng thì dễ, giữ lễ mới khó. Ví dụ như
Nếu mà mình quy định một năm mình cúng cô hồn một lần, hai lần ở tại cái khu vực mình ở thì mình giữ như vậy. Còn nếu mình cúng mỗi rằm hay là mỗi 30 mùng 1 gì đó mà chúng ta không cúng thường xuyên thì không nên. Vì cái gì chúng ta tập thành một cái lệ thì chúng ta phải giữ. Cho nên nếu mà mình muốn cái đó nó không có ràng buộc mình, ở cái này không có ai bắt buộc, vì đa số cái việc thực hiện cúng cô hồn là dành cho các chùa. Còn ở nhiếu tư gia Phật tử mà có khả năng thì, hoặc là thời giờ có phương tiện thì mình làm, không thì mình nên để một năm một hai lần thôi, để mình không có bị mắc cái lỗi là chúng ta khi làm khi không. Mình nên suy nghĩ kỹ trước khi mình làm. Còn không thì một năm mình cúng một hoặc là hai lần, tệ lắm thì cũng phải một lần. Tại vì sao? Tại vì cái cúng đó đó không phải là một sự mê tín, mà nó nói lên được cái tâm biết ơn khi chúng ta ở đâu, ở nơi chốn đó, đất trời ở nơi đó, thiên nhiên ở nơi đó đã cho chúng ta được một những cái ngày tháng sống yên bình, thấy không? Thì thí dụ như trên mặt đất này, chúng ta cất một căn nhà lên. Bây giờ là một căn nhà mình đang ở, có thể hàng mấy trăm năm trước ở nơi này là một cái nghĩa trang, mình không biết được. Hoặc là có thể là nhà của ai đó, rồi do nhiều lần gia đình người ta không còn người nữa thì đất đai này nó thuộc của chính phủ, rồi mình mới mua lại hay như thế nào đó mình ở. Thì trên cái phương diện tri ơn, biết ơn và thể hiện cái lòng biết ơn mình, một năm mình cúng một lần là cũng đã quý. Cho nên hàng năm người Việt mình có cái lễ cúng đất đai. Thật ra cái chữ đất đai đó, nói cho đúng là chữ đất đây. Đất đây nè, đất ở đây nè, chứ không phải đất đai. Mình nói riết nó thành trại thành cái chữ đất đai, chứ đúng ra là mình phải đọc là đất đây, tức là đất này chúng ta đang ở. Rồi ví dụ như mình tới một cái, mình mua vô, mình tới một cái chỗ nào hàng xóm mình mới tới, mình cũng phải làm quen với những người hàng xóm. Rồi nếu mà mình có những cái làm việc gì mà có thể ồn ào hàng xóm thì mình cũng phải qua nói với họ một tiếng. Ở Việt Nam cũng vậy, ở xứ Mỹ cũng vậy. Có những ngôi chùa mà ở khu vực dân cư thì khi mà lễ lọc là phải chạy tới nhà người ta nói. Tại sao? Không thôi là người ta phiền mình. Tại vì mình đậu xe, mình làm ồn ở những khu vực nhà của người ta, mà nhất là những cái lúc ngày thường. Cho nên mình làm việc gì mình tới mình xin, mình nói người ta một tiếng, ta hoan hỷ ngay. Người ta không làm khó mình. Sở dĩ mà người ta phiền hà, người ta khó mình là tại ngay lúc đầu mình thiếu cái tinh thần tế nhị đó. Thật ra ở trong kinh Địa Tạng nói nó cũng có cái lý lắm, thấy không? Đấy. Con đi trải qua những cái nhà gọi là gì, giữ nhiều mà lành ít, nhớ không? Nhớ mấy câu đó trong kinh không? Tới cái những cái nhà mà giữ nhiều lành ít mà muốn hộ cho họ cũng khó nữa, tại vì họ không có cái duyên phước để mình được độ cho họ. Ví dụ như giờ mình muốn nói lời lành cho họ nghe mà họ không nghe, họ nói tôi bận lắm, tôi bận nhậu, tôi bận làm này làm kia, họ đâu có chịu để ý mà họ nghe. Cho nên cái việc mà mình làm một cái việc gì mà chúng ta cúng, nó không, cái vấn đề là chúng ta làm với cái tinh thần gì. Còn nếu chúng ta làm với cái tinh thần mê tín không hiểu biết thì chúng ta sẽ bị vướng vào đó. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta hiểu cái việc chúng ta đang làm, chúng ta ý thức được việc chúng ta làm và chúng ta có thổi vào trong cái việc làm của chúng ta có đưa vào cái việc làm chúng ta những cái nội dung rất đẹp, thì cái việc làm đó không hề mê tín. Cái điều này Pháp Hòa nói hoài việc đó vậy đó. Giống như mình lại Phật hay là mình tụng kinh vậy đó. Không phải là Phật nghe hay là Phật chứng cái lễ đó cho mình, nhưng mà đó là chúng ta đang thực tập một sự trở về, mà hình ảnh Đức Phật là một biểu tượng. Cho nên quý vị muốn cúng thì cứ cúng, nhưng mà nhớ là nếu mình đã muốn thì phải giữ làm. Còn không thì cứ năm lần hai lần tạ ơn. Như người Việt mình đầu năm hay cuối năm tạ ơn đất trời. Thậm chí rồi mỗi đến cái mùa Trung Thu, sau một cái mùa gặt hái, chúng ta cũng cảm tạ đất trời, thiên nhiên
đã ưu đãi chúng ta để cho chúng ta có được những cái nguồn nước hay là những cái mảnh đất để chúng ta trồng trọt. Năm đó mình trúng mùa thì gia đình mình được hạnh phúc, an vui nhờ cái đời sống đó. Thứ kế là niệm Phật có hóa giải tình duyên lận đận không? Tại vì mình sống á, mình cứ nhắm vô có một duyên à, cho nên là duyên này là duyên nam nữ, cho nên mình mới khổ. Chứ thật sự trong cuộc đời này chúng ta có rất nhiều duyên, ví dụ như duyên Phật Pháp, duyên bạn đạo, duyên tu hành, rất là nhiều duyên. Tại sao mình không thấy ai khổ với mấy cái duyên? Không ai mà khổ nói trời ơi sao con khổ quá, con không có duyên với Phật Pháp. Hình như ít có ai mà rên vậy lắm nha. Mà mình thấy mà người nào mà bị kiếm bồ hoài, kiếm không được, cái tự nhiên mình cho đó là cái duyên lận đận, phải không? Thật sự trong cuộc sống này ai cũng có duyên với mình, mỗi người chúng ta có rất nhiều cái duyên. Có nhiều khi mình không có duyên với cái tình cảm nam nữ, bù lại thì mình lại có duyên với sự tu hành Phật Pháp. Thì mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này đi thì tự nhiên việc nó sẽ tới thôi. Ngày hôm nay hôm qua gì ạ, có một cái vị gọi lên đây, chắc hôm nay hồi trưa này, thì cái cô này cô gọi cô mới kể là chắc thầy không nhớ con đâu, tại vì mấy năm trước con có tới đây con gặp khó khăn trong việc giấy tờ, người thân bảo lãnh, thì con có nhờ thầy, thầy nói thiệt sự thầy cũng không biết ai để mà giới thiệu làm mai gì hết, nhưng mà thầy có nói với con là cứ việc lên chùa tu tập làm công quả đi thì cái duyên nó đến. Và không ngờ đúng như vậy. Rồi trải qua những cái bao lần thì cuối cùng bây giờ cuộc sống cũng ổn. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi mình niệm Phật á, mình cứ nghĩ là mình niệm Phật để được cái duyên đó, thành thử ra cái hồi cái mình không được cái mình buồn. Thành thử là tại sao mình không niệm Phật một cách bình thường thôi, niệm Phật để cho tâm mình an, tâm mình tịnh. Mà khi tâm mình an, tâm mình tịnh rồi tự nhiên người mình nó cũng đẹp ra, nó dễ thương ra, thì tự nhiên nhiều cái nó chuyển cái duyên đó. Còn nhiều khi mình cứ chú tâm vô cái đó quá thì nhiều khi mình cái duyên nó mới tới cái mình nhào vô mình chụp cái làm cho người ta phản ứng, người ta dị ứng, người ta thấy mình hơi hấp tấp làm sao đó. Cho nên cứ nhẹ nhàng, mình muốn được mọi cái duyên thì chúng ta phải biết sắp xếp các duyên. Cũng giống như mình muốn nồi cơm nó chín thì chỉ không phải chỉ là cái nồi cơm đó không, mà chúng ta phải để ý tới củi lửa, chúng ta còn phải để ý nhiều vấn đề khác để nồi cơm đó có thể chín. Chứ còn mình gấp gấp cái mình làm cái thật sự cơm không chín. Cũng giống như hồi nhỏ Pháp Hòa nấu cơm vậy đó, cứ mỗi lần mà nước cơm sôi lên đó, là mình phải chắc cơm, chắc cái nước á, thì nó có hai, một là mình phải chắc để cơm nó mới chín, hai là mình lấy lại cái tô nước cơm đó để mình làm gì. Mình làm canh mình ăn, nghèo mà, thành tử ra mà hồi nhỏ không biết mắc cái gì mà không có lấy hai cái miếng dẻ mà mình chắc cái nồi, lấy hai chiếc đũa chọt vô cái quai vậy nè, lật lên một cái thì cái nồi nó chổng lên, mà ngày mai vẫn không kinh nghiệm cũng làm như thế nữa, phải không? Bây giờ thỉnh thoảng mà nhớ là cái cách hồi nhỏ mình nấu cơm của mình tức cười vậy đó. Thì khi mình làm việc gì á, mình nhắm cái đó là một rồi, nhưng muốn được cái chỗ đó nó phải bắt đầu từ đây nè. Chứ đừng có nhắm cái chỗ đó cái chạy cái ào cái té. Thử ra niệm Phật có thể hóa được các duyên. Nếu mà duyên nào không lành lận đận là sao, phải nói may quá, còn chưa nhào vô cái người này cũng khổ rồi, thấy không? Thành thử nhờ cái lận đận đó mà mình rút khỏi kịp, tại vì cái duyên của mình là phải từ từ. Cho nên đừng có gấp, cứ lo tu tập nhẹ nhàng, rồi khi mọi việc nó sẽ đến. Bên cạnh đó, mình không có duyên giữa tình cảm nam nữ thì mình còn rất nhiều những cái duyên xung quanh của mình, nó đẹp hơn, nó làm cho mình an lạc hơn mà không có khổ sở. Nhiều khi con cá ngoài lờ đó, nó đổi hoe đôi mắt, con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ nó lúc lắc muốn vô.
À, con có nghe sư giảng là nếu ăn mặn thì đời sau sẽ không được tái sinh làm người hả thầy? Cái này em không biết à, thật sự ra cái đó nó cũng chưa hẳn đâu. Bởi vì nếu mà nói như vậy á, thì không lẽ tất cả những người mà người ta đạo khác hay là những người Phật giáo nguyên thủy đều không được làm người sao? Cái được tái sinh làm người hay không không phải ở chỗ cái vấn đề ăn mặn ăn chay, mà nó còn nhiều cái yếu tố mà quan trọng nhất là cái nội tâm sống của mình. Thấy không? Ví dụ như á, mình ở bên Tây Tạng đi, mình muốn ăn chay cũng không được, là vì không có rau, không có trồng trọt được, thì buộc lòng mình phải ăn thịt cá. Rồi không lẽ các vị đó ăn thịt cá như vậy là kiếp sau các thầy Tây Tạng, dân Tây Tạng trở lại không được làm người sao? Không phải. Mình nhớ là một cái nghiệp gì nó thành đó, nó cũng phải do nhiều cái duyên do yếu tố, chứ không phải là một vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta, cái nghiệp lớn nhất của con người chúng ta là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, xì ke ma túy. Cái nghiệp đó nó đủ năm cái yếu tố nghiệp nặng đó, nó mới làm cho chúng ta bị thọ báo nặng hơn. Còn trên phương diện sát sinh là vậy nè, mình đừng có giết người, hay là mình đừng có giết những con vật mà làm vui. Thí dụ như mình ăn, bây giờ thí dụ mình chưa ăn chay được đi, mình ăn mặn, nhưng mình nên tập ăn cái gì nó hiền lành thôi. Ví dụ như những con mà nó chết người ta bán nè, hay là những con gì mà xã hội người ta đang chấp nhận cho con người mình ăn. Chứ mình ăn chi gọi là tươi ngon cái gì, một cái con cá nó đang sống mình về mình đập cái đầu nó. Tại vì khi mình đập đầu nó là cái tâm mình khởi, nắm nó, cái hình thái mình phải nắm nó, rồi tay mình phải đập nó, nội cái hành động là nó hung dữ, và cái tâm mình phải khởi. Cho nên mình ăn một con cá sống, hay là một con gà sống, một con vịt sống, là trong trước khi cái con vật đó chết là một một quá trình ác. Nó nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ nói đơn thuần là ăn mặn cái là kiếp sau không được làm người. Nói vậy nó chưa có thấu đáo được cái đạo lý nhân quả. À, mà chúng ta phải nhớ rằng ví dụ như có những người ăn chay nhưng mà tâm địa rất độc, tâm địa rất độc, mặc dù đời sống hàng ngày miệng vẫn ăn chay nhưng mà nói ra lời nào cũng là dao gươm, và tâm địa sống rất là xấu. Cái đó nó mới đưa người đó đi tới cái chỗ xấu, chứ không phải do họ ăn chay mà ăn mặn đâu. Thành thử ra thưa đại chúng là ở trên phương diện khuyến khích mọi người ăn chay thì có thể mình nói, nhưng mà nếu mà đứng trên cái chung đạo lý nhân quả để mà tái sinh hay là thọ sinh về những cõi nào đó, nó còn nhiều cái vấn đề nữa. Mà quan trọng nhất là gốc rễ, hôm qua mình học đó, gốc rễ của bất thiện pháp là gì? Là tham, là sân, là si mê. Mà cái gốc rễ của thiện pháp là gì? Là vô sân, vô tham và chánh kiến. Đó là cái gốc rễ để đưa mình đi tới cái chỗ tu tập thiện pháp. Trên phương diện mình khuyên người ta ăn chay thì có thể tạm, nhưng mà nếu mà nói là xác định như vậy thì chưa phải, tại vì đạo lý nhân quả nó không phải là như vậy. Cái mà chúng ta thọ sinh nó không phải đơn giản như vậy. Bạch thầy, cho con hỏi, người xuất gia có được mua nhà riêng không? Nhà riêng là private house. Thì tùy theo cái nhà riêng. Nếu ví dụ như á, ngoài chùa mình có một cái nhà kế bên, mình mua cái nhà đó cho chúng ở hay cho sử dụng cho chùa thì không sao hết. Còn nếu như á, người xuất gia mình mua sắm một cái gì mà có tính cách riêng biệt cho cá nhân mình thì cái đó không nên, vì cái đó không phải là tự tiền của mình. À, mà tiền gì mà của bá tánh, của những người người ta ủng hộ cho tam bảo, thì chúng ta nên sử dụng đúng cho tam bảo. Thật ra thì trước hết là cho bản thân mình. À, tất cả những cái gì là cũng tự mình. À, tạo cái phước của mình mà tạo cái lỗi của mình. Thành thử ra người xuất gia, đã xuất gia thì mình ở chùa. Còn mình mua sắm cái gì thì nếu mình vì
một cái tam bảo mình làm thì không sao. Hoặc là thậm chí ví dụ bây giờ mình mua một cái thất thì như là một cái nhà riêng rồi, thì cái thất đó là để mình tịnh dưỡng, nhưng mà thủy chung cái thất đó cũng không phải của mình, chẳng qua là mình mua cho tăng chúng, hết đời mình thì người khác sử dụng cái đó, chứ không phải là nói thôi tôi sắp chết rồi tôi bán cái này để không thôi rồi mai mốt rồi tiền của tôi bị mất hết thế này thế kia, thì cái đó không phải. Mình có thể làm một cái thất, làm một cái am gì đó để mình nhập thất, mình tịnh tu, rồi hết đời mình thì trao lại cho người khác thì được. Chứ còn nếu cái nhà đó là của riêng tư của mình, rồi mình đứng chủ quyền, rồi mai mốt mình bán buôn đổi chác, coi như là không có dính dáng gì tới chùa hết, thì không nên, vì nó không đúng cái tinh thần của người xuất gia. Thầy ơi, kiếm tiền được từ nghề giết mổ heo gà hoặc đánh bắt cá đem cúng dường tam bảo, vậy có công đức không? Thưa đại chúng, là những người người ta đi chài cá bắt tôm, những người làm ở trong những cái lò sát sinh, tất cả những vị đó không hề có ý là đi làm những nghề này để kiếm tiền cúng dường tam bảo, không có. Các vị này vì cái nghề, vì cuộc sống. Nhưng mà các vị này khởi một cái tâm lành hơn, thay vì làm những cái tiền của đó ra cực khổ, chỉ một bề phung phí hay là sử dụng cho gia đình, cho bản thân, nhưng các vị biết trích cái đó ra để cúng dường tam bảo. Đây là cái phần trích do các vị đó có khả năng cúng dường hướng với tam bảo, chứ các vị này không phải đi làm kiếm tiền chỉ vì mục đích là cúng dường tam bảo. Hai cái này nó khác ạ. Thật sự là nếu mà chúng ta nói rằng á, các vị này không hề có công đức gì hết, nói vậy không được. Tại vì các vị này đi làm để cho sự sống chung của gia đình của người ta, chẳng qua là người ta là một Phật tử, người ta hoặc là người ta biết hướng thiện một chút, người ta làm từ thiện, thì mình phải nhận cái đó, cái việc làm đó của người ta, là mình chỉ ghi nhận cái việc làm. Nhưng mà cái việc nào làm thiện người ta làm được, mình cứ ghi nhận. Mình nói như vậy thì mình cũng cắt luôn cái con đường làm thiện của các vị đó, thì coi như các vị đó không có cơ hội để sống thiện và đưa cái tiền đó vào trong cái một cái mục nào đó thánh thiện. Cho nên ở đây thứ nhất, tam bảo không suối, nói con đi làm nghề đó đi, đi kiếm tiền về cúng cho chùa. Thứ nhất, tam bảo cũng không suối. Thứ hai, họ đi làm cũng không vì mục đích làm việc đó, cho nên không thể đem cái việc này mà nói là xác định là họ không có phước. Cái thứ hai, có những người làm ăn chân chánh, không hề đụng vô những cái việc gọi là sát sinh, nhưng người ta cũng đâu biết làm phước đâu. Còn các vị này, người ta chẳng qua là người ta có cái phần dư và người ta có một chút tâm lành, thì chúng ta nên tiếp nhận. Không phải vì mình ham, nhưng mà mình tiếp nhận để làm gì? Để tạo cho người đó một cái duyên phước gần gũi. Biết đâu cái phước họ đủ đó, thì họ được cái cơ may, họ chuyển một cái nghề khác họ làm thì đỡ khổ cho họ hơn. Cho nên Ngài Ca Diếp đó, ngày xưa Ngài Ca Diếp là không bao giờ xin của người giàu, mà Ngài Ca Diếp chỉ xin của người nghèo thôi. Thậm chí có một hôm, có một bà già đó, bà đi xin được một cái chén nước đồ ăn của người ta mà nó thiếu rồi, Ngài Ca Diếp tới xin. Thì bà già này mới nói, trời, cái chén nước mà cặn này nó thiêu rồi mà làm sao Ngài uống? Ngài nói, tôi không có xin cái chén này đâu, tôi xin cái nghèo của bà đó. Tại vì á, Ngài có sự tu tập, nếu bà già này phát tâm bố thí, dù chỉ là một chén nước thiêu, cái vấn đề nó thiêu không thiêu, cái đó không sao hết. Cái quan trọng là tâm có biết bố thí không? Tâm có biết bố thí không? Thời có những người, người ta rất nhiều tiền, tiền của người ta dưới con mắt của mình là họ làm chân chánh đó, không có dính dáng gì tới chuyện gọi là sát sinh hại vật gì cả, nhưng mà họ cũng đâu có biết làm những cái điều thiện đâu. Cho nên theo Pháp Hòa, theo ý Pháp Hòa thôi, mình có hai cái nhìn, là một là tam bảo không suối, hai là các vị này không nhằm mục đích đi làm kiếm tiền cho cái này, phải không? Và cái thứ là các vị vì tâm lành biết trích ra để cúng dường, chúng ta là người tiếp độ. Vì tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng làm thiện, chỉ cần người đó phát tâm thiện.
Dù cái đồng tiền đó có thể nó chưa có gọi là thanh tịnh như mình nghĩ, nhưng cũng cứ tiếp nhận để làm những cái việc phước điền, tạo cái phước hồi hướng cho người đó. Như Ngài Ca Diếp uống cái chén nước thiêu của bà già đó để chi? Để bà có phước, để kiếp sau bà hết nghèo. Đó là cái quan niệm của Ngài Ca Diếp. Ngài không phải đến để mà vì cái người ngài, nhưng mà ngược lại, Ngài tu Bồ Đề thì nói trời ơi, người ta đã nghèo muốn chết, còn thầy còn tới thì Ngài xin của người ta nữa. Ngài tu Bồ Đề thì kiêng ông đi xin của người giàu, tại vì Ngài quan niệm người ta giàu ta có ta cho. Còn Ngài Ca Diếp nói đó, tại vì thầy xin của người giàu, cho nên rồi người giàu họ có được tạo cái phước thì họ thêm phước. Còn trong cái đó những người nghèo này mình không đến xin thì họ không được cái cơ hội họ tạo phước. Đó, thì theo cái ý Pháp Hòa là như vậy. Chúng ta nên có một cái nhìn thông cảm trên mọi cái việc làm của mọi người xung quanh mình. Để làm gì? Để mình có thể đem người ta tới gần mình và không thấy, người ta không cảm thấy thôi tôi giờ tôi xa với mấy vị đó lắm, tôi thấp bé dưới này, các vị cao ráo lắm. Mình không nên như vậy. Làm sao để mọi người cảm thấy là mình có tu cao cỡ nào nhưng mà mình cũng rất gần với các vị. Và chính như vậy đó mới đúng cái tinh thần của Đạo Phật, là mình lân bẩn gần gũi. Thí dụ như Đức Phật cũng không hề từ chối người gánh phân, hay là những là như là Ngài Ương Quật Ma La giết người, tất cả đều được ôm ấp. Thì ở đây cái vị mà người ta có những việc làm, thật ra đâu phải họ muốn đâu, vì trong cuộc sống mà mình phải làm mới có sống chứ. Cho nên mình nên thông cảm hơn và nên chấp nhận các vị này trên mọi cái phương diện hộ trì. Dù làm từ thiện cũng không sao hết, đỡ hơn là các vị không làm. Nếu mình từ chối nói không, tôi không nhận tiền này bất tịnh. Rồi bây giờ thí dụ thôi, bây giờ người ta chài tôm, chài cá, người ta làm trong đó, đi cuộc sống mà cái sinh hoạt của xã hội nó vậy rồi. Nhưng mà những người người ta làm xì ke, bán xì ke ma túy đó làm sao? Mình đâu có biết được, phải không? Thậm chí mình không biết họ làm nghề gì nữa. Rồi họ đem cúng thì phải nhận thôi, họ làm từ thiện thì phải làm thôi. Chứ không lẽ nói tiền này ở đâu ra, có bất tịnh không? Không, cũng khó. Cho nên đó là ý riêng của Pháp Hòa thôi. Thì chỉ mong đại chúng là chúng ta học Phật thì chúng ta có một cái nhìn cho nó bao dung, để mình ôm ấp được tất cả mọi người trong xã hội, dù bất cứ người đó là ai. Con có câu hỏi. Dạ thưa thầy, con có được biết thì công đức điêu khắc tạo tượng Phật rất lớn. Vậy người tạo tượng thiện ác, tức là nửa mặt quỷ, nửa mặt Phật, có công đức hay không? Kính thưa đại chúng, là ở trong cái hình ảnh của Đạo Phật á, thì không có cái hình ảnh là nửa mặt người, nửa mặt quỷ, nửa mặt Phật. Có thể đây là những cái tác phẩm mà người ta gọi là nghệ thuật. Người ta tạo những tác phẩm này nhằm để làm những cái hình mẫu cho những người đi xăm mình. Tại vì bây giờ có khuynh hướng là đi xăm mình là nửa người, nửa quỷ, nửa Phật, nửa ma gì đó. Thì theo Pháp Hòa thì mình tôn trọng nghệ thuật. Tuy nhiên, các vị làm nghệ thuật cũng nên tôn trọng những hình ảnh thiêng liêng của đạo giáo. Không nên dùng những hình ảnh đó phối hợp với những cái hình ảnh mà các vị cho là một cái hình ảnh nghệ thuật gì đó. Thí dụ các vị có thể in bất cứ cái hình gì, nhưng đừng in những cái hình ảnh của các vị Phật, các vị Bồ Tát trên thân thể của mình. Đức Phật không hề bắt tội ai hết, nhưng ngay việc làm đó mình bị tổn cái phước thôi. Nhớ nha, giữa tội với phước, dù người kia không bắt tội mình, nhưng mà cái cách mình đối xử với họ khinh xuất thì tự mình đã tổn phước. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như một cái người lớn tuổi mình hỗn với họ, có thể họ là ông bà nội mình, cha mẹ mình. Cha mẹ không bao giờ bắt tội con, phần lớn nha, luôn luôn muốn tha thứ cho con vì không muốn con mình có tội. Nhưng mà trên cái phương diện ứng xử trong cuộc sống, chúng ta đã tổn phước rồi đó.
Vì chúng ta có cái phước có được một cái đời sống văn minh, nhưng mình mà đối xử khinh suất với các bậc trưởng thượng thì tự mình giảm cái phước thôi. Cho nên đó, Phật thì không bắt tội ai, ai có làm gì các ngài cũng bình thường, tại vì các ngài bất động, diệu trạm, tổng trì, bất động tôn. Các ngài hiểu được các pháp thế gian, các ngài hiểu được các pháp thế gian là tổng trì rồi. Cho nên ngài ở, các ngài ở một cái trạng thái trạm nhiên bất động. Và cái định đó gọi là thủ lăng nghiêm đó, cái định là định thủ lăng nghiêm đó. Định thủ lăng nghiêm là gì? Là cái định viên mãn kiên cố. Định kiên cố của thủ lăng nghiêm đó là tượng trưng cho cái nội lực của tâm. Vương thế hi hữu, trên đời này hiếm có lắm. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, cho dù mình có trải qua ức kiếp của điên đảo cũng không thể nghĩ bàn. Thì các ngài không có bị chi phối, dù chúng ta sử dụng hình ảnh của các ngài như thế nào. Tuy nhiên, vì những bậc đó là những bậc có đức, có hạnh, thì chúng ta không khéo thì chúng ta tự làm giảm mòn cái phước của mình thôi. Thì ở đây cũng thế, nghệ thuật thì luôn luôn được tôn trọng. Nhưng mà mình phải có cái chừng mực của nghệ thuật, thì không khéo thì người ta lại đánh giá cái khả năng văn hóa, đạo đức, hiểu biết của mình. Cho nên không nên dùng những hình ảnh của Đức Phật. Ở đây cũng vậy, cái câu hỏi là mình biết là tạo tượng Phật thì có phước, vậy thì những người mà tạo nửa mặt nửa người vậy đó thì có phước không? Thì các vị này thì phước thì không có, nhưng mà hay là tội thì không, nhưng mà có thể phước sẽ bị giảm, bởi vì đã không có cái đời sống mà căn bản nhất của con người không có. Ví dụ phải kính trọng. Thí dụ mình giỡn với ai giỡn, chứ đâu có thể giỡn những cái chuyện. Mình nói một cái đơn giản thôi, một cái lá cờ của một quốc gia không bao giờ đem xuống gọi là, xin lỗi, mai thành những chiếc áo, chiếc quần mình mặc được. Vì đó là cái biểu tượng thiêng liêng của một quốc gia. Nếu mình coi thường cái tấm vải đó thì coi như là tâm linh mình không có một cái quốc gia, không có đất, không có đất nước. Đó. Mà trong khi đó tại sao một tấm vải mà chúng ta cúi đầu, chúng ta tôn trọng, mà thử thời bây giờ mà mình đem ra, mình ở những cái quốc gia mà người ta, chính quyền người ta khó vậy, mình mà đối xử khinh suất với lại những cái biểu tượng của quốc gia là mình có thể bị ở tù đó. Không, Phật giáo thì rất là hiền lành, không có bạo động. Tuy nhiên có phải có tiếng nói, phải có những thái độ, phải có những tiếng nói. Giống như gần đây ở Việt Nam có một cái quán bar đó, đặt tên là Buddha Bar đó, rồi ở trong đó để hình ảnh Phật đó. Mình không có đem người tới đập phá tiệm người ta, mình không làm mấy chuyện đó, nhưng mình phải có tiếng nói. Cho nên là cái đó là cái thái độ của mình. Mình không làm chống bán, nhưng mình phải có thái độ, mình nói lên cái tiếng nói khi mà những cái hình ảnh thiêng liêng không được tôn trọng. Thì các anh chị trẻ thích xăm mình, các anh chị có thể xăm bất cứ gì, nhưng xin đừng có đem hình ảnh Đức Phật. Lỡ khi mắt anh chị còn trẻ mà đời sống thế gian mình còn, thì giữa nam nữ hay vân vân, chúng ta có thể làm cho cái hình ảnh đó không được thanh tịnh, thì tự động đời sống mình nó bị giảm phước. Thì mình có được một cái phước sống ở một cái thời đại mà quá văn minh, có đầy đủ tiền bạc, ăn chơi, muốn làm gì làm, thì mình muốn làm gì đó mình làm, có đó quyền của mình. Nhưng mà làm gì mình làm, thì nếu như mình không có đối xử tốt với bản thân, thì bản thân mình sẽ bị bệnh tật. Mình không có tôn trọng ai đó, thì người ta cũng sẽ xử mình theo cái cách mình đối với người ta. Nhưng đối với đạo Phật, đạo Phật không có một cái xử ai hết. Tất cả đều là do nhân quả xử mình thôi, chứ còn không ai có khả năng xử mình đâu. Thì cái đó là cái luôn luôn là cái tinh thần của Phật giáo. Không ai xử mình qua nhân quả, thì mình đã được cái quả tốt, quả lành của đời này, thì tại sao mình không giữ cái quả đó để mình hưởng cho nó trọn,
mình lại đi giục nó ở một cái nơi khô héo làm gì, để cho cái quả nó không được kéo dài để chúng ta được hưởng. Thì đó là sẵn dịp Pháp Hòa có lời, vì gần đây Pháp Hòa thấy một số các vị thậm chí in những cái biểu tượng thì thôi không nói, thí dụ như là hoa sen hay cái gì đó thì thôi, nhưng mà hình ảnh của Đức Phật thì không nên, và đặc biệt nữa là làm một cái hình nửa ma nửa quỷ gì đó vân vân thì không nên. Câu hỏi kế là: cho con hỏi, sao ba con hay nói chuyện lung tung chửi bậy một mình hoài, hay la vợ con, mà ba con đi bác sĩ khám tâm thần rồi, bác sĩ nói không bị gì cả. Con xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên. Giờ bác sĩ nói không có bệnh thì mình phải, mỗi người trong nhà mình phải là một bác sĩ, bắt mạch ba coi ba bất mãn ai, trong gia đình mình làm những cái gì mà để cho ba phải buồn phiền, mà ba không thể nói được thì ba lại bộc phát bằng những cái cơn sân si chửi bới. Mình phải đi tìm cái nguyên do. Chứ còn em ở tuốt bên này mà em cũng có biết gì về bác đâu mà hỏi em. Còn nếu là chắc muốn nói về coi coi bác có bị gì không đó, phải không? Cái này là chưa nhìn mặt, chưa khám thì chưa biết. Bác sĩ khám chưa ra bệnh mà em chưa thấy, chưa biết gì hết, biết bệnh gì. Tuy nhiên, trước khi chúng ta nói tới cái nghiệp bệnh, có thể quý vị tin là ai dựa, ai nhập gì đó. Trước khi mình tin cái đó, hãy nên thực hiện những cái gần nhất, là mình xem lại coi hàng ngày ba chửi từ những nguyên do nào. Đó là phải có một cái lý do nào để làm cho cái cơn sân ông nó nổi lên. Nếu mình biết thì ra gần đây ông già ông bực cái chuyện này chuyện kia, thì là mình đã bắt được cái mạch rồi đó. Không, thành thử ra thí dụ thôi, tự nhiên á, nhà mình á, cái sinh á, nó bị nước ngập. Bây giờ trước hết là phải làm gì? Mình phải đi tìm coi nước này nó bị bể ở đâu, nó bị lủng ống chỗ nào mà nước nó rỉ ra. Như mình cầm một cái nồi nước, tự nhiên để đây hồi nó rang dũng nước, thì mình biết là cái nồi này có vấn đề. Thì mình phải làm sao tìm cho được cái lỗ mà nó bị lủng đó để chúng ta chữa nó. Chứ không phải tự nhiên sách lại, bác chữa giùm tôi cái nồi tự nhiên sao nó lủng. Thì người ta cũng phải làm vậy thôi. Còn nếu mà mình biết ngay cái chỗ đó mình chỉ cho người ta chữa lẹ hơn. Còn mình không có biết mà nãy thì người ta tính mình thêm thời giờ là giờ người ta đi tìm cái nồi lủng chỗ nào. Thì nghiệp bệnh đó, nó có ba loại phải không? Thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thì có thể quý vị muốn hỏi cái chuyện đó, muốn hỏi là có thể ba con tự nhiên sao giờ ông chửi với sùm mà không biết có ai dựa ai nhập gì. Trước khi mình nói chuyện đó đó, thì mình hãy nên trở về mình xem coi thường ngày ba nổi lên giận tức la rầy ở những cái khoảng nào, ở những cái điểm nào mà trong gia đình đã tạo nên, để chúng ta giúp cho ba nó thiết thực hơn, nó thiết thực hơn. Rồi ví dụ mình cứ tin mấy cái vụ này rồi thậm chí không, ông già ông không chấp nhận cho ông thầy nào tới hết, mình đi tìm mấy ông thầy mà người ta thích kiếm tiền trên mấy cái câu chuyện này đó, thì mình bị mất tiền mà không được việc, cho uổng lắm. May là hỏi Pháp Hòa đó. Chứ mấy anh chị mà hỏi nhầm một ông thầy mà thích làm tiền đó là mệt rồi đó. Không, cho nên là trước khi mình định là một cái nghiệp bệnh, có thể là tâm bệnh, có những cái nỗi niềm ở trong lòng. Người già thì hay, lớn tuổi thì sinh tật, nên để ý cái chuyện đó. Ngoài cái chuyện mà mình ấy ra, mình còn phải biết rằng người lớn tuổi thường hay đổi tánh, mà nó đổi tánh theo tùy theo từng cái trạng tuổi. Hoặc là nhiều khi hồi nhỏ thấy con cái mình như thế này, lớn lên nó khác, đời sống nó khác, từ nhiều lúc bực bội mà không nói được. Không nói được thì cứ phải phát quạo lên, la ó bất thường. Cho nên các anh chị nên tìm cái gốc rễ này trước đi. Khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, chúng ta nên trở về để coi cái gốc rễ trước. Khi mà chúng ta cứ la làng lên là sự việc nó là như vậy.
Thôi một câu nữa rồi mình nghĩ, những câu nào mà còn sót lại thì xin đại chúng hoan hỷ, Pháp Hòa sẽ giải thích tuần sau, tại vì còn rất nhiều câu hỏi ở đây nha. Có một câu hỏi đây. Câu hỏi của con là: khi má con còn sống nằm một chỗ không nói được luôn đã 3 năm, con về mới đi xuống mẹ Nam Hải, mẹ Nam Hải cầu xin nếu má con còn tuổi thọ thì cho má được mạnh khỏe, còn nếu tuổi thọ đã hết thì xin Phật rước đi cho nhẹ nhàng, đừng để hành xác con, đừng hành xác quá. Con nguyện sẽ cúng tượng Quan Âm ở đó, tức là Nam Hải chắc ở đâu, ở Bạc Liêu hay đâu phải không? Mình không về Việt Nam mà mình cũng hơi nhớ nhớ vậy á. Mấy tháng sau má con mất, xong con không có cúng tượng ở đó. Trong xã gần nhà con có chùa cất lại, em con bảo cúng tượng ở chùa này cũng vậy thôi, ở dưới kia nhiều tượng Quan Âm rồi. Con có đi trở lại mẹ Nam Hải, mua trái cây tạ lễ và trình bày. Con đã đặt tượng ở nơi khác, như vậy con có thất hứa với mẹ Quan Âm Nam Hải không? Tội nghiệp không? Bây giờ trước khi Pháp Hòa trả lời cái này đó, thì chị phải cho Pháp Hòa biết là lúc mà chị thưa với ngài Quan Âm Nam Hải, ngài Quan Âm có đồng ý không? Có gật đầu nói được rồi, thôi cúng đâu cũng được không? Thì nếu mà ngài im lặng, ngài không nói gì hết, chị đi về bình an tới bữa nay là ngài ok rồi đó. Ngài nói ở dưới này tôi dư rồi, ở trên kia thiếu thì đạo hữu cứ cúng đi. Thấy không? Ngài Quan Âm im lặng, bằng chứng là ngài bắt ấn, ngài vẫn nhìn mình, ngài nói go ahead. Tiếp tục làm thì ok. Thật sự ra thì cái đó là do cái tâm thành của mình. Mình nghĩ mình hứa với Quan Âm chỗ này mà cúng chỗ kia được không? Thật ra Quan Âm chỉ là một thôi, không có hai ba gì hết. Nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện của các ngài mà chúng ta được gọi bằng một cái tên khác nhau. Ví dụ như Đức Quan Âm ở ngoài biển cứu người thì chúng ta gọi đó là Quan Âm Nam Hải. Rồi có một cái người đó họ bị bệnh, họ tới họ xin Đức Quan Âm, Đức Quan Âm đã giúp cho họ hết bệnh, chúng ta gọi là Quan Âm Thí Dược. Thí Dược là cho thuốc. Rồi có nhiều người kia ta sợ quá, ta sợ hãi đủ thứ trong cuộc sống, ta tới ta cầu Đức Quan Âm, Đức Quan Âm cho họ cái năng lực không sợ hãi, thì chúng ta gọi là Quan Âm Vô Úy. Thật ra cũng là ngài, nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện cứu khổ mà người ta gọi thôi. Cho nên chị đừng có ngại, đừng có lo. Là mình thật ra mà nói, mình là một Phật tử, mình phát nguyện xong rồi, trợ duyên chỗ nào thì chúng ta cúng. Nhưng mà không có cái hay, trước khi chúng ta làm chúng ta cũng thấy khó chịu ha. Mình hứa chỗ này mà giờ ở chỗ khác, thôi lịch sự lại thương tiếng đi. Hồi xưa con hứa cúng ngài ở đây mà giờ con thấy ngài coi bộ khấm khá quá mà chỗ kia thiếu, thôi cho con xin thỉnh ngài về trên kia, chùa kia thiếu, còn giờ ngài dư quá, ngài không có chỗ đứng nữa, thì thôi con xin thỉnh ngài về trên kia. Cái đó cũng là cái tâm lành. Dạ không sao, nhưng mà yên tâm, mà không có thất hứa gì hết, mình có làm là được rồi. Còn như ngày mấy ngày nay có một Phật tử gọi nói: thầy ơi, con hứa hồi đó đi vượt biên á, lúc mà sắp chết á, trời ơi khổ quá rồi, giờ nguyện Quan Âm mà cho con được đến bờ rồi con cạo đầu, mà 30 năm rồi không có cạo. Mà bây giờ á, là sẵn cái dịp này nè, sẵn cái dịp mà dịch nó hành ở nhà nè, thứ nhất á, là phải ở nhà không đi đâu là đỡ ngại ngùng phải không, thứ hai mà bây giờ có muốn hớt tóc tiệm đâu nữa là hớt, lợi dụng chuyện này mà xuống tóc phải không, thành thử ra cái này là không tính nha. Nhưng mà Paul là hỏi và nói dạ được, hỏi rồi con có cần phải khấn nguyện gì không, nói cô cứ ở nhà của cô đến ngay bằng Phật, ngày trước con gặp nạn con hứa con xuống tóc vậy đó, bây giờ đủ duyên con xin xuống tóc,
hoàng nguyện xin Phật chứng minh cho con. Rồi lại ba lại nhờ ông Đức Lương Quần mình ra cạo nhờ ông chồng mình ra cạo giùm. Thì thật ra quý vị thấy không, đến nỗi trả nguyện thôi đó mà cũng phải đợi đúng nha nàng. Thứ nhất là tiệm giờ muốn đi đất tốt không có để nhà dài quá không được, phải không? Thôi sẵn kỳ này cạo, mà cạo rồi là không sợ phải ra đường ai cười, rồi cộng thêm là giờ có muốn cũng chẳng tiệm nào. Hay quá, đúng lúc luôn, vừa tiện lợi được hai ba thứ nữa, không? Thì mình thấy lúc mà mình cần Phật Bồ Tát á, là mình không cần một cái điều kiện nào hết. Mình có điều kiện các ngài là, nhưng mà khi mình trả lại cũng phải có điều kiện à, ký sổ đàng hoàng. Thôi thì không sao, cái đó cũng là những cái nhiều lúc mình nghe như vậy đó, mình mới thấy thương những cái tâm của chúng sanh mình, và mình sẽ thấy rất thương các Đức Phật và các Bồ Tát, các ngài có cái nguyện. Thì trước khi dứt lời thì Phó Hòa xin cũng nói thêm một chút á, là đại chúng nhớ là Phật Bồ Tát khi các ngài phát nguyện, các ngài có hai thứ nguyện. Một cái gọi là nguyện chung, một cái rồi là nguyện riêng. Nguyện chung ví dụ như đó là rộng độ khắp chúng sanh, các ngài không có một cái biệt nguyện nào hết. Nhưng mà có những vị có những cái biệt nguyện, có những cái nguyện riêng. Như ai? Như Phật Dược Sư có 12 nguyện riêng của ngài. Như Đức Quan Âm có 12 nguyện riêng của ngài. Như Địa Tạng Bồ Tát, nguyện riêng của ngài là ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh. Còn như nguyện chung là như thế nào? Mình không nói riêng một cái gì hết, mình nói sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì những câu đó là cái nguyện chung. Hay chúng sanh nào khổ thì mình độ. Còn đối với các ví dụ Đức Phật Di Đà có 48 nguyện riêng của ngài, thì mỗi một Đức Phật hay là vị Phật nào có những cái nguyện đó riêng của các ngài thì chúng ta gọi là nguyện riêng. Còn có những vị nói những cái lời nguyện chung thì chúng ta gọi là nguyện chung, tức là không có biệt riêng một cái biệt nguyện nào. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả Phật Bồ Tát các ngài đều sống và hạnh phúc theo cái bản nguyện của mình. Nhờ vậy cho nên các ngài không hề đau khổ, thỉnh thoảng đau khổ mà không có đau khổ. Pháp Hòa cảm thấy bây giờ làm ở nhà mình làm việc nhiều hơn, một ngày phải ra với chúng gần như là coi như là 4 lần, là 2 thời kinh rồi 2 thời sinh hoạt Phật pháp, coi như là 7 ngày liên tiếp không có ngày nào nghỉ hết. Nhưng mà Pháp Hòa không buồn khổ gì hết, Pháp Hòa rất là vui, là tại vì Pháp Hòa thấy rằng cái nguyện của mình làm được gì cho Phật pháp thì mình hết lòng mình làm. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát cũng đã chứng cho cái nguyện của mình hay sao, thì nó cũng khiến ở nhà mà không được nghỉ vẫn phải làm việc. Và hơn nữa luôn luôn tự thấy là mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để hướng dẫn các thầy các cô mà đang có duyên tu học với mình. Vì vậy mà chúng ta mới có cái duyên gặp nhau dù là trên online. Thôi thì tối hôm nay chúng ta sinh hoạt như vậy cũng đã đủ. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội chia sẻ với quý vị. Trong khi chia sẻ có điều gì sơ sót, mong đại chúng từ bi hoan hỷ lượng thứ cho. Chúc đại chúng có một đêm an lành. Những vị nào ở nơi ban ngày thì có được một ngày thật đẹp, thật hạnh phúc. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng và chúng ta xin hồi hướng.